rể quý trời cho. Chương 846, đều sắp thành người một nhà rồi. Cậu rốt cuộc là ai? Tại sao có lực lượng khủng bố như thế? Lương Cung Tín mặt mày cảnh giác nhìn Lâm Thanh Diệt, lúc này, ông ta đã không thể không trịnh trọng đối đãi với Lâm Thanh Diệt. Lâm Thanh Diệt tra thôn chính vào vỏ đao, từ từ mở miệng nói, tôi tên Lâm Yến, đến từ kinh đô nước C, hoặc các người cũng có thể gọi tôi là thiếu chủ quan lĩnh. Bốn chữ thiếu chủ quan lĩnh vừa dứt, mọi người nhà Lương Cung bao gồm Lương Cung Kham Thái đều kinh ngạc, tuy trước mắt trên quốc tế có rất nhiều gia tộc hoặc tập đoàn tài chính đều rất khinh thường quan lĩnh, cho rằng bọn họ chỉ là một chỗ vui chơi cao cấp. Nhưng nhà Lương Cung biết rõ sự khủng bố của quan lĩnh, tư nguyên mà nơi này nắm giữ có thể dễ dàng hủy diệt gia tộc hàng đầu thế giới như bọn họ. Đây cũng là lý do Lương Cung Nhạn Xương tạo sao lại kính sợ với quan lĩnh như vậy, hơn nữa về sau nhà thượng quan bị tiêu diệt cũng chứng minh sự thật này. Lúc đó Lương Cung Tín bèn căn dặn Lương Cung Nhạn Xương và Lương Cung Kham Thái, mặc kệ trêu chọc ai, đều không được đi chọc người của quan lĩnh, nếu như có cơ hội, kết giao bạn bè với người của quan lĩnh càng là một chuyện tốt. Theo Lương Cung Tín, quan lĩnh là sự tồn tại còn khủng bố hơn nhà Thượng Sam. Bọn họ cũng nghe đồn, nhà Công Tôn trước đó bị tiêu diệt chính là thủ bút của thiếu chủ quan lĩnh. Mặc dù Lương Cung Nhạn Xương và vị thiếu chủ quan lĩnh này có liên hệ mật thiết, nhưng vì biết rõ mình và Lâm Thanh Diện sẽ không có kết quả, cho nên Lương Cung Nhạn Xương trước nay không có nói chuyện này với người của nhà Lương Cung. Bây giờ bọn họ biết được người mà con gái mình có ý lại là thiếu chủ quan lĩnh, trong lòng sao có thể không kinh ngạc. Thần sắc của Lương Cung Kham Thái phức tạp nhìn Lâm Thanh Diện, trong lòng lúc này mới hiểu Lâm Thanh Diện tạo sao có thể bỏ ra 150 triệu đô la chỉ để mua một thanh đao mắt cũng không thèm chấp một cái. Thì ra tên này là thiếu chủ quan lĩnh. Lấy tài lực của quan lĩnh, 150 triệu đô la, chỉ sợ là tiền tiêu vặt của Lâm Thanh Diện mà thôi. Lương Cung Tín và Điền Đảo Phương Tử cũng vụt qua rất nhiều suy nghĩ. Lương Cung Tín nghĩ thực lực của quan lĩnh quả nhiên khủng bố đến mức độ khiến người ta khó lòng nhìn thấu. Thiếu chủ của bọn họ vậy mà đã nắm giữ thủ đoạn quỷ thần như này. Nếu như người trong quan lĩnh đều nắm giữ loại thủ đoạn này, vậy cả thế giới còn có ai là đối thủ của quan lĩnh nữa? Điền Đảo Phương Tử nghĩ thì ra người trong lòng con gái của mình không phải một thằng nhóc nghèo không có tiền không có thế, mà còn là thiếu chủ quan lĩnh có bối cảnh cực lớn. Cô nàng ngốc nghếch này cũng thật là, loại chuyện này thế mà còn giấu bọn họ. Cô nếu như sớm nói với bọn họ người mình thích là thiếu chủ quan lĩnh, bọn họ sao lại ép cô gả cho nhà Thượng Sam chứ? Có điều nói thật, thiếu chủ quan lĩnh này thật sự thần võ bất phàm, xứng với con gái của nhà bọn họ, thật sự là rất xứng đôi. Cho nên cậu lần này đến đảo quốc là vì ngăn cản chúng tôi gả con gái cho nhà Thượng Sam. Điền Đảo Phương Tử mở miệng hỏi. Lâm Thanh Diện suy nghĩ, bà ta nói cũng không có sai, bèn gật đầu nói, phải. Điền Đảo Phương Tử thấy Lâm Thanh Diện thừa nhận, trên mặt lập tức lộ ra ánh mắt như nhìn thấy con rể tốt, mở miệng nói, thì ra là như vậy, nếu đã vậy, thật sự là hiểu lầm, con bé Nhạn Xương cũng thật là, thân phận của cậu quan trọng như vậy cũng không nói cho chúng tôi, hại chúng tôi với cậu gây ra hiểu lầm nực cười này. Chúng ta đừng đứng nữa, nếu đã sắp thành người một nhà rồi, vậy mọi người ngồi xuống rồi nói đi. Thân phận của cậu không tầm thường, hơn nữa còn thần võ như thế, thực lực cao cường, còn vì con gái của chúng tôi, vậy mà không tiếc đối đầu với nhà Thượng Sam, chạy đến đảo quốc ngăn cản mối hôn sự này. Từ những điều này chúng tôi đều có thể nhìn ra cậu thật lòng đối với con gái của chúng tôi, cho nên nếu như cậu thật sự muốn ở bên con gái của chúng tôi, cho dù hủy hôn ước với nhà Thượng Sam, chúng tôi cũng sẽ ủng hộ hai đứa. Mọi người nghe thấy lời của Điền Đảo Phương Tử đều có hơi trợn mắt há hốc mồm, không ngờ hai bên vừa rồi còn dương đao phạt kiếm, bị mấy câu nói của Điền Đảo Phương Tử sắp biến thành người một nhà rồi. Lương Cung Tín cảm thấy lời này của Điền Đảo Phương Tử không có vấn đề gì cả. Dù sao nếu như có thể liên hôn với quan lĩnh, nhà Lương Cung không cần sợ nhà Thượng Sam nữa, Lâm Thanh Diện vừa trẻ vừa có thực lực, quả thật là sự lựa chọn tốt hơn gia chủ của nhà Thượng Sam. Mặt mày của Lương Cung Nhạn Xương đỏ ửng, không ngờ Điền Đảo Phương Tử lại hiểu rằng Lâm Thanh Diện vì cướp hôn mới đến đảo quốc, nhất thời ngượng ngùng muốn tìm cái lỗ chui vào. Lâm Thanh Diện cũng có hơi sững người, không thể không chào thua trước năng lực tưởng tượng của Điền Đảo Phương Tử. Bà có thể đã hiểu lầm rồi. Tôi quả thật vì ngăn cản hai người gả con gái vào nhà Thượng Sam, nhưng lý do không giống như bà nghĩ, tôi là vì trước kia cô ấy đã từng cứu mạng của tôi, hơn nữa nhà Thượng Sam làm quá nhiều chuyện gian ác, theo lý nên diệt. Lâm Thanh Diện giải thích. Điền Đảo Phương Tử và Lương Cung Tín nghe đến đây đều có kinh ngạc, mặc kệ nhìn thế nào, con gái của bọn họ có tình cảm rất sâu đậm với Lâm Thanh Diện,
Nhưng Lâm Thanh Diện bây giờ lại nói lời này, anh không phải vì Lương Cung Nhạn Xương mà tới, mà đến vì trả ơn. Lương Cung Nhạn Xương sau khi nghe thấy lời giải thích của Lâm Thanh Diện, trên mặt bỗng lộ ra một tia thất vọng, mặc dù cô ta biết lấy tính cách của Lâm Thanh Diện, nhất định sẽ không nhận tình cảm của mình đối với anh, nhưng nghe thấy Lâm Thanh Diện giải thích rõ ràng chuyện này như thế, làm rõ quan hệ giữa anh và cô ta, trong lòng cô ta vẫn có hơi buồn bã. Trong lòng anh, đến cuối cùng không có vị trí nào cho mình. Thấy cậu nói lời này, tư sắc của Nhạn Xương nhà chúng tôi chắc cũng không kém, cậu nếu như có chút ý tứ với nó, chúng tôi sẽ không ngăn cản hai người. Điền Đảo Phương Tử không muốn bỏ lỡ cơ hội kết giao với quan lĩnh. Xin lỗi, tôi đã kết hôn rồi, hơn nữa còn có con gái rồi, cho nên sẽ không nảy sinh tình cảm với bất kỳ ai nữa, vẫn xin bà đừng nhắc đến chuyện này nữa. Lâm Thanh Diện mở miệng. Điền Đảo Phương Tử mặt mày ngượng ngập, không ngờ chuyện thành ra thế này. Lương Cung Tín thấy bầu không khí trở nên ngượng ngập, bèn vội vàng đổi chủ đề, mở miệng hỏi, cậu nói nhà Thượng Sam làm nhiều chuyện ác, là quan lĩnh và nhà Thượng Sam xảy ra mâu thuẫn, hay có nguyên nhân gì khác? Lâm Thanh Diện cũng không do dự nói một lượt những hành vi tàn ác của nhà Thượng Sam với người của nhà Lương Cung, sau đó nói rõ nguyên nhân thật sự nhà Thượng Sam muốn lấy Lương Cung Nhạn Xương làm vợ. Sau khi nói xong, anh lại kêu đương sự của nhà Thượng Sam là Thượng Sam Tinh Vũ chứng minh tính xác thực của những lời này. Sau khi người của nhà Lương Cung nghe xong thì mặt mày sửng sốt, không ngờ nhà Thượng Sam ở đằng sau lại làm ra loại chuyện táng tận lương tâm như thế. Có điều chuyện gia chủ của nhà Thượng Sam đang tu luyện bí pháp tăng cường lực lượng Lương Cung Tín đã biết, chỉ có điều nhà Thượng Sam coi loại bí pháp này thành thánh công, lại không ngờ có thủ đoạn âm độc như vậy. Ông ta ngoảnh đầu liếc nhìn Lương Cung Nhạn Xương, trên mặt bỗng lộ ra vẻ áy náy, ông ta không ngờ mình vì tương lai của nhà Lương Cung. Vậy mà suýt chút nữa đẩy Lương Cung Nhạn Xương vào trong hố lửa. Điền Đảo Phương Tử cũng tự trách, hai người đều đi đến trước mặt của Lương Cung Nhạn Xương, nói xin lỗi với cô ta. Lương Cung Nhạn Xương không có tính toán gì với bọn họ, dù sao cũng là ba mẹ ruột của mình, cộng thêm liên hôn trong các gia tộc lớn vốn là hình thế bắt buộc, cô ta cho dù có trách hai người Lương Cung Tín, cũng không có ý nghĩa gì. Con tha thứ cho ba mẹ rồi, có điều sau này khi chia gia sản, con phải được một nửa. Nếu không tên Lương Cung Kham Thái này cứ hay bắt nạt con không thể bấm bụng chịu như thế được nữa. Lương Cung Nhạn Xương bực tức nói. Lương Cung Kham Thái đang suy nghĩ nên nói xin lỗi với Lâm Thanh Diện thế nào, bắt quan hệ với anh thì nghe thấy lời này của Lương Cung Nhạn Xương, bỗng ngây ra. Chương 847, mang thai con của cậu ta. Sau khi giải thích rõ ràng chuyện của nhà Thượng Quan với hai vợ chồng Lương Cung Tín, Lâm Thanh Diện nói ra rắc rối của nhà Thượng Sam bọn họ. Anh sẽ đích thân xử lý, chỉ cần người của nhà Lương Cung phối hợp, không thể để người bên phía nhà Thượng Sam nhận ra điều gì không đúng, tránh đánh cỏ động rắn. Lương Cung Tín là người nhìn rõ sự tình, biết nên chọn thế nào có lợi nhất cho nhà Lương Cung, cho nên liền đồng ý với điều kiện của Lâm Thanh Diện. Hơn nữa ông ta cũng biết rất rõ, ông ta chỉ có đồng ý sự lựa chọn này, nếu như ông ta nói không đồng ý, Lâm Thanh Diện sợ rằng sẽ dùng thanh đao trong tay của mình chém chết tất cả mọi người của nhà Lương Cung. Sau khi tất cả mọi chuyện đã nói rõ rồi, Điền Đảo Phương Tử rất nhiệt tình mời Lâm Thanh Diện và Thượng Sam Tinh Vũ ở lại trong biệt thự của nhà Lương Cung, nói là vì để nhà Thượng Sam không nhìn ra sơ hở gì, thật ra là không cam lòng, cảm thấy mình nên giành lấy cơ hội cho con gái, dù sao chuyện lớn cả đời này, không thể vì đối phương đã kết hôn rồi mà từ bỏ như thế. Đại gia tộc giống như bọn họ, ở phương diện hôn phối, còn giữa truyền thống xưa, một người đàn ông có thể năm thê bảy thiếp. Bởi vì một gia tộc hàng đầu trên thế giới, không khả năng chỉ có một người thừa kế, ngộ nhỡ người này xảy ra chuyện, bắt buộc phải có người thích hợp lên thay. Gia chủ của đại gia tộc năm thê bảy thiếp, thật sự cũng là vì có thể khai chi tán nghiệp, để lại mấy người đời sau để quản lý gia tộc. Mà Lâm Thanh Diên là thiếu chủ của quan lĩnh, cho dù kết hôn rồi, cũng có thể nuôi vợ bé, Điền Đảo Phương Tử cảm thấy lấy thực lực của quan lĩnh, cho dù con gái của mình đến đó làm vợ bé. Cũng nhất định có thể trải qua cuộc sống mà đa số mọi người có nghĩ cũng không dám nghĩ. Lâm Thanh Diện tự nhiên không biết Điền Đảo Phương Tử còn có tâm tư này, anh chỉ cảm thấy ở khách sạn có hơi quá rắc rối, dù sao bây giờ đã tạm thời kết đồng minh với nhà Lương Cung rồi, ở lại đây cũng thuận tiện hơn. Cách thời gian diễn ra hôn lễ với nhà Thượng Sam còn có mấy ngày, Lâm Thanh Diện định trong thời gian mấy ngày này, đem ba tuyệt chiêu của mình. Thiên Tinh Trưởng, Yêu Nguyệt và Kinh Lôi Trưởng có uy lực mạnh nhất diễn hóa một lượt. Khiến ba chiêu này có thể huyễn hóa thành đao pháp, như thế khi chiến đấu, sức chiến đấu của Lâm Thanh Diện tuyệt đối có thể bạo phát hiệu quả kinh người.
võ học trong thiên hạ tương thông, mặc dù trưởng pháp và đạo pháp nhìn trông không có gì liên quan, nhưng bản chất, chúng vẫn như nhau, chỉ có điều khi thi triển lực lượng sẽ nảy sinh thay đổi mà thôi. Ban đầu trong mấy ngày sư phụ ở nhà họ Lâm thì đã kể qua phương diện này với Lâm Thanh Diệt, lấy sự thông minh tài trí của Lâm Thanh Diệt, muốn đem trưởng pháp diễn hóa thành đao pháp, không tính là chuyện gì khó khăn cả. Chiều hôm đó, Điền Đảo Phương Tử gọi Lương Cung Nhạn Xương vào trong phòng của mình. Mẹ, mẹ tìm con làm cái gì? Lương Cung Nhạn Xương nhìn Điền Đảo Phương Tử hỏi một câu. Điền Đảo Phương Tử mỉm cười với Lương Cung Nhạn Xương, mở miệng hỏi, con gái, con nói thật cho mẹ biết, con đối với Lâm Thanh Diện đó, có phải vẫn có tình cảm rất sâu không? Lương Cung Nhạn Xương nghe thấy câu hỏi này của Điền Đảo Phương Tử, trên mặt bỗng lộ ra một tia thất vọng, mở miệng nói, cho dù có tình cảm thì thế nào chứ? Anh ta chính đồ cổ hủ, anh ta đã có vợ thì sẽ không động lòng với bất kỳ ai nữa, tình cảm của con đối với anh ta có sâu hơn nữa, anh ta cũng sẽ không liếc con thêm một lần. Điền Đảo Phương Tử nghe thấy Lương Cung Nhạn Xương nói như thế, khẽ vuốt mái tóc của Lương Cung Nhạn Xương, nói, con gái ngốc, trên thế giới này, không có người đàn ông chỉ mãi một lòng, bản tính của bọn họ quyết định bọn họ sinh ra đã đạt tình, một người đàn ông nói bản thân trung tình, chỉ có hai loại khả năng. Một là anh ta còn chưa có gặp được sự quyến rũ đủ lớn, khả năng khác chính là người phụ nữ thích anh ta còn chưa có bỏ ra toàn bộ mọi thứ của mình để tranh đoạt phần tình cảm này. Lương Cung Nhạn Xương nghe thấy lời này của Điền Đảo Phương Tử, lập tức lắc đầu. Nói, mẹ biết nói như thế là vì mẹ căn bản không hiểu Lâm Thanh Diện, anh ta thật sự là người đàn ông trung tình nhất mà con từng gặp trên đời này. Tuy đây là chuyện mà mỗi người phụ nữ nào cũng hy vọng, nhưng người phụ nữ mà anh ta yêu lại không phải là con. Cho nên mới nói, kinh nghiệm và trải nghiệm của con còn lâu mới đủ, chỉ mới ở mức độ này thì đã dễ dàng từ bỏ rồi. Điền Đảo Phương Tử thâm ý nói. Tuy trong lòng cậu ta bây giờ không có con, nhưng không đại biểu sau này sẽ không có con, lâu ngày sinh tình, chỉ cần con và cậu ta ở bên nhau lâu, cho dù không có tình cảm, cũng sẽ nảy sinh tình cảm, cho nên con bây giờ cần làm chính là nghĩ cách có thể mãi mãi ở lại bên cạnh cậu ta, chỉ có như thế, hai đứa mới có khả năng tiến thêm một bước. Điền Đảo Phương Tử nói tiếp. Lương Cung Nhạn Xương nhìn chằm chằm Điền Đảo Phương Tử, mở miệng hỏi, ý của mẹ là. Lý do mẹ giữ Lâm Thanh Diện lại chính là vì tạo cơ hội cho hai đứa, cho dù con và cậu ta không có tình cảm, nhưng chỉ cần xảy ra quan hệ, đây chính là chuyện cả đời này cậu ta không thể phủi sạch trách nhiệm được. Điền Đảo Phương Tử mở miệng nói. Nhưng, con trước đây đã từng thử rất nhiều lần rồi, không có lần nào thành công cả. Lương Cung Nhạn Xương mở miệng. Đó là vì con không có sự giúp đỡ của mẹ, hiện nay cậu ta ở trong nhà của chúng ta, lại có sự giúp đỡ của mẹ, con muốn bắt được cậu ta, còn không phải rất dễ dàng hay sao? Điền Đảo Phương Tử mỉm cười, hơn nữa con biết muốn giữ một người đàn ông, cách tốt nhất là gì không? Là gì à? Lương Cung Nhạn Xương mở miệng hỏi. Mang thai con của cậu ta, Điền Đảo Phương Tử đáp. Nói rồi, bà ta từ trong áo của mình lấy ra một túi thuốc, để trước mặt Lương Cung Nhạn Xương. Mở miệng nói, đây là thuốc mà mẹ xin được từ chỗ bác sĩ nổi tiếng nhất ở đảo quốc, con chỉ cần trước khi, làm, uống gói thuốc này, tỷ lệ mang thai thấp nhất sẽ được 60%, chỉ cần mang thai con của cậu ta, vậy bất luận như thế nào, cậu ta đều không thể bỏ mặc con không quan tâm. Lương Cung Nhạn Xương sau khi nghe thấy lời của Điền Đảo Phương Tử thì lập tức trợn mắt, không ngờ mẹ của cô ta lại nghĩ ra cách này, những suy nghĩ này, cô ta trước đây quả thật chưa từng có. Nhưng... Như thế liệu có quá tâm cơ không? Lương Cung Nhạn Xương mở miệng hỏi. Con gái ngốc, nếu con đã thâm tình với cậu ta như thế, vậy vì cậu ta dùng chút thủ đoạn thì đã là gì chứ? Vì hạnh phúc của bản thân, tất cả cơ hội đều nên thử một lượt. Điền Đảo Phương Tử mở miệng. Lương Cung Nhạn Xương bỗng trầm mặc, nhìn gói thuốc mà Điền Đảo Phương Tử đưa đến trước mặt cô ta hồi lâu không nói. Hai người bọn họ đều không biết, khi bọn họ nói chuyện, Lâm Thanh Diện đã lặng lẽ ở trước cửa phòng. Anh vốn dĩ muốn ra vườn thử diễn hóa đao pháp của mình xem có uy lực như thế nào, kết quả liền nghe thấy hai mẹ con Lương Cung Nhạn Xương đang bàn luận về mình. Vừa khéo cửa phòng của Điền Đảo Phương Tử lại không có đóng kín, cuộc đối thoại của hai người bọn họ Lâm Thanh Diện đều có thể nghe thấy hết. Nghe hết lời của Điền Đảo Phương Tử, Lâm Thanh Diện cũng không khỏi chìm vào trầm tư. Chương 848, thăng cấp trước. Mình đây là dê vào miệng hổ rồi sao? Lâm Thanh Diện cười tự giễu. Nghe hết cách mà Điền Đảo Phương Tử dạy cho Lương Cung Nhạn Xương, trong lòng bỗng cảm giác trúng kế, nếu không phải anh vừa khéo nghe thấy cuộc đối thoại của hai người, ai dám tin lời này của Điền Đảo Phương Tử. Lương Cung Nhạn Xương tuy cũng muốn tận dụng mọi cách muốn có được Lâm Thanh Diện,
nhưng bản chất của cô gái này vẫn rất đơn thuần, mà người phụ nữ như Điền Đảo Phương Tử đã sống nửa đời người lại khác, bà ta biết túm được một người đàn ông cần phải có những gì, Lâm Thanh Diện nếu như không đề phòng trước, có lẽ thật sự dễ dàng bị đưa vào chồng. Đồng thời Lâm Thanh Diện cũng coi như hiểu được Lương Cung Nhạn Xương tại sao lại có tâm tư kỳ lạ như thế, có một người mẹ như vậy, Lương Cung Nhạn Xương dù muốn đơn thuần cũng không được. Vậy mình bây giờ nên tiếp tục ở lại đây, hay là đi ra bên ngoài tránh nạn? So với người của nhà Thượng Sam, vẫn là những người phụ nữ này đáng sợ nhất. Lâm Thanh Diện lẩm bẩm trong lòng. Khi anh suy nghĩ có nên tiếp tục ở lại nhà Lương Cung không, bên trong lần nữa truyền ra tiếng nói chuyện. Mẹ, tuy loại thủ đoạn này của mẹ quả thật khiến Lâm Thanh Diện không thể vứt bỏ con, nhưng đây không phải kết quả mà con muốn. Con từ đầu đến cuối, chỉ muốn khiến con có một vị trí ở trong lòng anh ta mà thôi. Loại thủ đoạn này sẽ khiến anh ta ghét con không muốn trở thành người mà anh ta ghét, như thế con không bằng cả đời này không gặp mặt anh ta nữa còn hơn. Lương Cung Nhạn Xương mặt mày nghiêm túc nói. Sau đó cô ta đẩy gói thuốc trước mặt mình trở về, thể hiện rõ lập trường của mình. Điền Đảo Phương Tử nhìn thấy Lương Cung Nhạn Xương từ chối cách mà bà ta đưa ra, cũng có hơi sững sờ, tiếp tục thuyết phục con gái, đây chắc là cơ hội duy nhất của con rồi, bỏ lỡ cơ hội này, sau này con muốn làm như vậy nữa. Khả năng khó càng thêm khó. Mẹ không cần nói nữa, con sẽ không dùng loại thủ đoạn này với Lâm Thanh Diện đâu, con không thể giành lấy trái tim của anh ta, chỉ có thể nói rõ con dù có làm gì vẫn không đủ tốt, con không muốn khiến mình ở trong lòng anh ta trở thành một người phụ nữ xấu xa không từ thủ đoạn. Nói xong, Lương Cung Nhãn Xương đứng dậy, hít sâu một hơi, cảm thấy sự dễ chịu mà trước nay chưa từng có. Lâm Thanh Diện đứng ở cửa cũng không ngờ Lương Cung Nhãn Xương sẽ đưa ra lựa chọn như vậy. Điều này ngược lại khiến Lâm Thanh Diện đối với cô ta có hơi thuận mắt. Hơn nữa ở trong lòng của anh, Lương Cung Nhạn Xương không phải làm không đủ tốt, chỉ là anh đã có Hứa Bích Hoài rồi, cho nên trong lòng đã không chứa thêm được bất kỳ ai nữa. Có trách cũng chỉ có thể trách Lương Cung Nhạn Xương và Lâm Thanh Diện quen nhau quá muộn. Nghe thấy Lương Cung Nhạn Xương hình như muốn đi ra, Lâm Thanh Diện lập tức cầm thôn chính đi xuống lầu. Lương Cung Nhạn Xương sau khi từ trong phòng đi ra, cứ cảm thấy có hơi là lạ. Tự nói với mình một câu, kỳ lạ, tại sao cứ cảm thấy có người đang nghe lén cuộc nói chuyện của chúng ta, lẽ nào là ảo giác của mình sao? Nhà Thượng Sam. Trong phòng của Thượng Sam Thác Giã. Ánh sáng trong phòng tối mờ, mấy ngọn nến màu sắc kỳ dị đang cháy, bên trên có một cái lư hương cổ, bên trong đang tản ra một mùi hương có thể khiến người ta tê liệt tinh thần. Chính giữa căn phòng bày một chiếc bàn, trên bàn để các loại đồ cúng tế, nhìn trông giống như đang cúng tế cái gì đó. Thượng Sam Thác Giã lúc này quỳ ở trước chiếc bàn đó, nhắm mắt ngưng thần, trong miệng lẩm bẩm vài từ, giống như đang tiến hành nghi thức gì đó. Một lúc sau, Thượng Sam Thác Giã mở mắt ra, trong miệng thở ra một hơi, từ từ mở miệng, có chuyện gì, nói đi. Trong góc tối của căn phòng, một bóng đen đã không biết từ khi nào xuất hiện ở đó, sau khi nghe thấy lời của Thượng Sam Thác Giã, bóng đen đó lập tức khom người với Thượng Sam Thác Giã. Mở miệng nói, người của chúng ta ở khách sạn Anh Hoa và buổi đấu giá đã phát hiện tung tích của Thượng Sam Tinh Vũ, cô ấy ở cùng một chỗ với cô chủ của nhà Lương Cung, còn cả một thanh niên hơn 20 tuổi. Nếu như suy đoán của chúng tôi không sai, cô Tinh Vũ sợ rằng đã phản bội rồi. Thượng Sam Thác Giã nghe thấy lời này, trên mặt bỗng lộ ra một nụ cười lạnh, lẩm bẩm nói, sao hả, nó đem chuyện của nhà Thượng Sam nói cho người của nhà Lương Cung rồi sao? Tuy vẫn chưa chắc chắn. Có điều khả năng này rất lớn, nếu không cô ấy sau khi về nước, nên lập tức trở về mới đúng. Bóng đen trả lời. Thượng Sam Thác Giã bật cười một tiếng, nói, không ngờ con nhóc đáng chết này lại phản bội nhà Thượng Sam, quả nhiên nó không bằng một con chó, chó ít nhất sẽ không phản bội chủ nhân của mình. Nếu như mấy ngày trước phát hiện ra chuyện này, tôi nhất định sẽ bắt nó trở về, có điều bây giờ không cần thiết vậy nữa, cho dù nó nói chuyện của tôi cho nhà Lương Cung cũng không sao cả. Tôi đã không cần cô chủ đó của nhà Lương Cung đó rồi. Nói rồi, anh ta từ trong áo lấy ra một miếng ngọc bội, cẩn thận chơi đùa một hồi, miếng ngọc bội này chính là mục đích Lâm Thanh Diện đến đảo quốc lần này, ngưng hồn ngọc. Tôi cũng không ngờ miếng ngọc bội đến từ nước C này vậy mà có tác dụng thần kỳ như vậy, thế mà có thể khiến tinh thần của tôi ngưng thực như vậy, hơn nữa còn có hiệu quả loại bỏ tà niệm, có miếng ngọc này, tôi cũng không cần sau khi thăng cấp phải giao hợp với trinh nữ để loại bỏ tà niệm nữa rồi. Cho nên con nhóc chết tiệt đó có nói ra chuyện của tôi cho người của nhà Lương Cung biết hay không đã không còn quan trọng nữa. Bóng đen đó sau khi nghe thấy lời của Thượng Sam Thác Giã, lập tức đáp một tiếng, thuộc hạ hiểu rồi.
Thượng Sam Thác Giã từ trên mặt đất đứng dậy, nhìn cái bát đen xì xì trên bàn, mở miệng nói, hiện nay tất cả mọi người đã chuẩn bị đầy đủ, lại có sự trợ giúp của miếng ngọc này, tôi cũng không cần tiếp tục đợi thêm nữa. Tôi lát nữa sẽ bắt đầu đột phá, lần đột phá này cần thời gian mấy ngày, nếu như tôi đoán không sai, chắc sẽ hoàn thành vào ngày diễn ra hôn lễ. Chuyện tôi thăng cấp không được để bất cứ ai biết, hôn lễ với nhà Lương Cung tiến thành bình thường, nếu như bên nhà Lương Cung xuất hiện chuyện gì bất thường, để bọn họ nhìn thấy sự lợi hại của nhà Thượng Sam, mặc kệ người của nhà Lương Cung nghĩ thế nào, hôn lễ hôm đó bắt buộc phải tiến hành bình thường. Ngoài ra, lần này sau khi tôi thăng cấp thành công, thực lực sẽ có khác biệt so với trước kia, mấy người được gọi là đại sư của đảo quốc, đều sẽ không phải là đối thủ của tôi nữa, tôi muốn khiến tất cả mọi người ở đảo quốc này biết thực lực của tôi. Cho nên giúp tôi sắp xếp, mời mất đại sự nổi tiếng nhất ở đảo quốc đến tham gia hôn lễ lần này, đến lúc đó tôi sẽ ở trong buổi lễ phân cao thấp với bọn họ. Đến lúc đó, mấy đại sư kia chết ở trong tay tôi, đảo quốc sẽ không có ai dám khiêu khích nhà Thượng Sam tôi nữa. Bóng đen lập tức cúi người, đáp, dạ. Sau khi sắp xếp xong, Thượng Sam Thác Giã đưa tay cầm chiếc bát đen xì xì lên, một mùi tanh thối chuyển đến, Thượng Sam Thác Giã hoàn toàn phớt lờ. Sau đó nâng tay lên, uống cạn thứ trong chiếc bát. Sau khi uống xong, Thượng Sam Thác Giã vội vàng ngồi khoanh chân ở trên đất, một làn khói đen quấn xung quanh người của hắn ta, hai bên mắt của cũng xuất hiện huyết quản màu đen, nhìn trông rất gớm ghiếc khủng bố. Chương 849, cũng bình thường. Biệt thự nhà họ Lương Cung. Trong phòng khách, Lương Cung Tín gọi hết người nhà Lương Cung đến, kể cả Lâm Thanh Diện và hai người Thượng Sam Tinh Vũ. Theo như tin tức mới nhận được, nhà Thượng Sam đã gửi thư mời cho bốn đại sư nhẫn đạo nổi tiếng nhất ở đảo quốc, hy vọng bọn họ có thể tham dự hôn lễ, đồng thời bày tỏ nhà Thượng Sam sẽ cùng giao đấu với bốn đại đại sư trong buổi hôn lễ, hòng góp vui. Từ trước đến nay, gia tộc Thượng Sam và bốn đại sư nhẫn đạo bất hòa với nhau, không ngờ lại mời bọn họ tham dự hôn lễ, xem ra việc này không đơn giản chút nào. Lương Cung Tín thuật lại tình hình với những người có mặt ở đây một lượt, ông ta trầm ngâm suy nghĩ. Sau khi nghe Lương Cung Tín kể lại tin tức ấy xong, Lâm Thanh Diện cũng trầm ngâm một lúc, không khó để nhìn ra được người đứng đầu nhà họ Thượng Sam muốn mượn anh để thăng cấp, phô thực lực của mình với giới nhẫn đạo đảo quốc. Nhưng Lâm Thanh Diện hơi ngờ vực, sau khi người đứng đầu nhà họ Thượng Sam thăng cấp, phải giao hợp với con gái để hoàn thành quá trình thăng cấp, theo lý mà nói, đáng lẽ ra bây giờ ông ta không thể giao đấu với người khác mới phải, nếu như không hoàn thành các bước giao hợp, sự thăng cấp của ông ta không thể được xem là hoàn thành. Bây giờ ông ta mời bốn tông sư nhẫn đạo đảo quốc đến tham dự, đồng thời còn muốn so tài với bốn vị đại sư trong buổi hôn lễ. Điều này khiến cho Lâm Thanh Diện không khỏi không ngờ vực, lẽ nào người đứng đầu nhà họ Thượng Sam không định hoàn thành quá trình thăng cấp mà lại muốn ra tay với bốn đại sư nhẫn đạo? Hoặc có thể nói là, người đứng đầu nhà họ Thượng Sam đã thăng cấp thành công rồi. Theo lý mà nói, hôn lễ vẫn còn chưa diễn ra, người đứng đầu nhà họ Thượng Sam không thể nào hoàn thành quá trình thăng cấp được. Trừ phi ông ta tìm được cách thăng cấp khác. Cụ thể là như thế nào, Lâm Thanh Diện không thể đoán ra, hơn nữa bây giờ mà đi tìm người đứng đầu nhà họ Thượng Sam bứt dây động rừng, đó càng không phải là hành vi sáng suốt. Tất cả đều vẫn phải đợi đến buổi hôn lễ mới có thể vạch trần. Bốn vị đại sư nhẫn đạo có lai lịch như thế nào? Lâm Thanh Diện cất tiếng hỏi. Bốn vị đại sư nhẫn đạo là người hàng đầu giới nhẫn đạo của đảo quốc chúng tôi, thực lực của bọn họ hết sức phi phàm. Đã đạt đến trình độ mà người thường không tài nào tưởng tượng ra nổi, mỗi một người trong số bốn vị đại sư đều có khả năng vượt nóc băng tường, ném phi tiêu giết người, năm ấy bốn vị đại sư từng có một trận chiến kinh thiên động địa, thế trận mạnh mẽ, có thể nói là trận chiến khốc liệt nhất của đảo quốc. Lương Cung Tín giới thiệu bốn vị đại sư nhẫn đạo một cách đơn giản. Sau khi nghe thấy thế, Lâm Thanh Diện cũng cảm thấy quá lắm thì bốn vị tông sư đã lên đến cảnh giới của cao thủ gia chủ thế gia của võ cổ truyền. Nhưng xét theo tình hình của đảo quốc hiện tại, có bốn cao thủ cảnh giới tông sư đỉnh phong đã tương đối khó rồi, dù gì những người được gọi là nhẫn giả không có nền gốc võ đạo căn bản, con đường của nhẫn đạo đều rất vất vả, có thể lên đến cảnh giới tông sư, đúng thật là có thể xem như là tông sư rồi. Nhưng mà mục tiêu thăng cấp của người đứng đầu nhà họ Thượng Sam lại là hóa cảnh, mặc dù ít nhiều gì thì hóa cảnh cũng không chính xác lắm, tà ma ngoại đạo, rốt cuộc thì cũng không thể so sánh với hóa cảnh chính thống. Nhưng vẫn bỏ xa cảnh giới tông sư 10.800m. Nếu như người đứng đầu nhà họ Thượng Sam đã thăng cấp thành công, e rằng bốn đại tông sư còn không đủ để cho ông ta xỉa răng. Bốn đại tông sư đã tiếp nhận lời mời của nhà họ Thượng Sam,
bây giờ bọn họ đều đã đến Đông Đô, nghe nói tối ngày hôm nay, bốn người bọn họ sẽ luận đạo so tài ở đạo quán lớn nhất ở Đông Đô. Lương Cung Tín nói tiếp. Nghe thấy thế, ánh mắt Lâm Thanh Diện sáng bừng, mặc dù đã đoán được bốn vị đại sư này chỉ là cao thủ cảnh giới tông sư, thế nhưng Lâm Thanh Diện vẫn có hứng thú với nhẫn đạo, muốn biết nhẫn đạo và võ đạo có gì khác nhau. Bởi thế, nghe thấy bốn vị đại sư muốn luận đạo so tài, anh lập tức cảm thấy hứng thú. Muốn đi xem bọn họ luận đạo có cần điều kiện gì không? Lâm Thanh Diện cất tiếng hỏi. Chỉ cần có vé vào cửa là được, hôm nay từng có người gửi cho tôi mấy tấm, nếu như cậu muốn đi xem thì tôi có thể cho cậu. Lương Cung Tín đáp. Thế thì phải cảm ơn gia chủ nhà họ Lương Cung rồi. Lâm Thanh Diện cũng không khách sáo. Lúc hoàng hôn, Lâm Thanh Diện ra khỏi biệt thự nhà họ Lương Cung. Lương Cung Nhạn Xương và Thượng Sam Tinh Vũ nối gót theo sau Lâm Thanh Diện như hai cái đuôi, bây giờ Lâm Thanh Diện đi đâu thì bọn họ đều theo đến đó. Lương Cung Kham Thái cũng đi theo ba người bọn họ, anh ta cũng cảm thấy rất có hứng thú với Đại sư Nhẫn Đạo, hồi đó anh ta cũng từng nghĩ đến việc bái Đại sư Nhẫn Đạo làm thầy, nhưng tiếc là người ta xem thường con cháu trong gia tộc thế tục giống như anh ta. Mâu thuẫn giữa bốn vị đại sư cùng với nhà họ Thượng Sam cũng bắt đầu từ đó, nhà họ Thượng Sam là gia tộc đứng đầu trong thế tục. Không ngờ lại nắm được mật truyền nhẫn đạo, thậm chí còn có không ít người có thực lực tông sư nhẫn đạo, tất nhiên bốn vị đại sư sẽ không vừa mắt nhà họ Thượng Sam. Bọn họ cho rằng không nên để cho người trong thế tục học nhẫn đạo, chỉ truyền lại cho con cháu bọn họ mới được gọi là chính thống. Chẳng bao lâu sau, bốn vị đại sư đã đến đạo quán lớn nhất ở Đông Đô, đạo quán Sương Bình. Bây giờ đạo quán Sương Bình người đông thành họa, rất nhiều người muốn xem bốn vị đại sư nhưng lại không có vé. Chỉ có thể chen chúc nhau ở bên ngoài cửa, nhìn những người cầm vé vào trong với vẻ mặt hâm mộ. Bốn người Lâm Thanh Diện cầm vé đi vào trong đạo quán, vé của bọn họ có thể chiếm được vị trí đẹp nhất trong đạo quán, cũng gần với bốn vị đại sư nhất. Bây giờ đạo quán rất ồn ào, sau khi bốn người Lâm Thanh Diện vào trong, bọn họ bị chìm lấp trong những tiếng thảo luận. Chỉ với sự nổi tiếng ở đây đã đủ để nhận ra bốn vị đại sư có danh vọng thế nào trong đảo quốc rồi. Sau khi bốn người Lâm Thanh Diện tìm vị trí của mình xong, bọn họ vừa nhìn đã thấy bốn ông lão ở chính giữa đạo quán. Phong cách của bốn ông lão rất khác nhau, nhưng lúc ngồi lại bên nhau sẽ khiến cho người khác cảm nhận được khí thế vô hình, khiến cho người khác không muốn lại gần. Lâm Thanh Diện cách bốn vị đại sư rất gần, bởi thế anh có thể nhìn thấy rõ ràng gương mặt của bọn họ. Điều khiến cho Lâm Thanh Diện cảm thấy bất ngờ là không ngờ bốn vị đại sư này đều cầm một thanh đao dài trong tay. Trông rất giống với vũ khí chính của nhẫn giả đảo quốc, đó chính là trường đao. Cũng không biết thanh đao dài trong tay bọn họ và thôn chính của Lâm Thanh Diện cái nào mạnh hơn. Chẳng bao lâu sau, đạo quán đóng cửa lại, không cho phép người ngoài đi vào nữa, bốn vị đại sư nhẫn đạo bắt đầu ngồi luận đạo, nói về sự hiểu biết của mình với nhẫn đạo. Lâm Thanh Diện nghe bọn họ kể về nhẫn đạo, cũng nhận ra đúng là có chỗ thần bí, nhưng nếu phải so sánh nhẫn đạo và võ đạo của nước C, cuối cùng nhẫn đạo vẫn thua kém quá nhiều, Lâm Thanh Diện rất am hiểu những thứ bốn vị đại sư nói từ rất lâu rồi. Nhưng những người có mặt ở đây đều là người bình thường không có nền tảng võ công, sau khi bốn vị đại sư giảng như thế, ai nấy cũng cảm thấy thu hoạch được nhiều lợi ích, bọn họ không khỏi vỗ tay khen ngợi bốn vị đại sư. Lâm Thanh Diện cảm thấy nhàm chán, thậm chí anh còn muốn rời khỏi nơi này. Tiết mục luận đạo nhanh chóng kết thúc, bốn vị đại sư bắt đầu giải đáp thắc mắc cho những người ngồi ở đây. Thuận tiện còn hỏi những người ở đây cảm thấy bốn người bọn họ luận đạo như thế nào. Bởi vì Lâm Thanh Diện mang theo thôn chính đến đây, bây giờ thôn chính đang được anh ôm trong lòng, người có tên là Gia Võ Tôn trong số bốn vị đại sư chú ý đến Lâm Thanh Diện ngay, bởi thế ông ta mới chỉ Lâm Thanh Diện rồi hỏi, cậu bạn cầm đao, nhìn dáng vẻ của cậu, chắc hẳn cậu rất muốn tiến sâu hơn trong nhẫn đạo, không biết cậu cảm thấy buổi luận đạo của chúng tôi trong ngày hôm nay có trình độ như thế nào. Lâm Thanh Diện dở khóc dở cười. Không ngờ ông ta lại đi hỏi người không nên hỏi nhất trong đạo quán này. Anh nhìn bốn người bọn họ rồi chậm rãi lên tiếng trước sự chú ý của tất cả mọi người, cũng, bình thường. Chương 850, ông cũng xứng sao? Câu trả lời của Lâm Thanh Diện giống hệt như một tia sét đánh xuống mặt hồ yên tĩnh, khiến cho đạo quán ổ lên xôn xao ngay lập tức. Tất cả mọi người đều nhìn Lâm Thanh Diện với ánh mắt ngạc nhiên, không ngờ anh lại nói buổi luận đạo của bốn vị đại sư bình thường. Phải có lá gan lớn đến mức nào mới dám nói như thế trước mặt bốn vị đại sư kia chứ? Phải biết rằng mặc dù ban nãy bọn họ chỉ ngồi im luận đạo, thế nhưng tất cả mọi người trong đảo quốc đều biết thực lực của bọn họ ra sao, nếu như chọc giận bốn người bọn họ,
có còn giữ được cái mạng nhỏ hay không cũng là một vấn đề. Cái đầu nhóc con ngông cuồng vô tri, không ngờ lại dám nói trình độ của bốn vị đại sư bình thường, cậu là cái thá gì mà dám ăn nói bậy bạ ở đây. Đúng là đồ nhóc danh, chẳng qua đại sư người ta khiêm tốn nên mới hỏi như thế, không biết khen ngợi thì thôi đi, không ngờ còn dám nói trình độ của bốn vị đại sư bình thường, đúng là tìm đường chết. Nhóc con, cậu làm chúng tôi cười chết mất, một thằng nhóc vô tri mới hơn 20 tuổi đầu mà lại dám nói trình độ của bốn vị đại sư tầm thường, tôi thấy cậu muốn rước phiền toái vào người thì có, đợi xem lát nữa bốn vị đại sư sẽ ra tay xử lý cậu như thế nào. Gia Võ Tôn hỏi ý kiến của Lâm Thanh Diện cũng cảm thấy lúng túng, không ngờ mình lại nhận được câu trả lời như thế. Thân là bốn vị đại sư hàng đầu ở đảo quốc, bọn họ tương đối nóng tính, sau khi nhìn Lâm Thanh Diện chăm chú một lúc, Gia Võ Tôn hừ lạnh rồi nói, nếu như cậu đã nói trình độ của chúng tôi bình thường, thế thì cậu có hiểu biết chính xác gì, có thể chia sẻ với chúng tôi được chăng? Thật ra mấy thứ mà ông nói, đến bất kỳ môn phái nào trong nước C thì bọn họ đều có thể kể cho ông nghe. Tôi đề nghị ông có thời sang thì sang nước C chơi một chuyến, ở đó, ông sẽ có nhận thức mới về nhẫn đạo của mình. Lâm Thanh Diện nói hờ hững. Sau khi Lâm Thanh Diện nói thế, sắc mặt bốn người Gia Võ Tôn thay đổi ngay, trước giờ bọn họ luôn cho rằng trình độ của mình không hề kém cỏi hơn võ giả ở nước C, bây giờ không ngờ Lâm Thanh Diện lại nói những thứ mà bọn họ nói lại được giảng ở bất kỳ môn phái nào. Chẳng khác nào đang mắng bốn người bọn họ chỉ là hạng tầm thường. Không ngờ cậu còn trẻ mà lại ăn nói ngông cuồng như thế, nhẫn đạo của đảo quốc chúng tôi kém cỏi hơn võ đạo của nước C, kêu chúng tôi sang nước C học tập, đúng là nực cười. Gia Võ Tôn cất tiếng nói. Nhóc con, không ngờ cậu sùng bái võ học của nước C đến thế, xem ra cậu là người đến từ nước C, không biết người lớn trong nhà cậu có đến không, hay là kêu ông ta ra mặt so tài với chúng tôi, cũng có thể thấy được rốt cuộc võ học nước C mạnh hơn, hay là nhẫn đạo của chúng tôi mạnh hơn. Một người khác trong số bốn vị đại sư, Ôn Chánh Dương nói với Lâm Thanh Diện, sắc mặt ông ta trông có vẻ rất bực bội. Lâm Thanh Diện bĩu môi, trước giờ anh rất lười đôi co với hạng người nông cạn như thế này, so tài với loại người như vậy chỉ tổ làm lãng phí thời gian của mình mà thôi. Xin lỗi, thực lực của ông còn kém hơn cả tôi, đừng nói là cha chú trong nhà tôi nữa. Lâm Thanh Diện đáp lại Ôn Chánh Dương. Ôn Chánh Dương lập tức nổi trận lôi đình, ông ta quát vào mặt Lâm Thanh Diện. Cái thằng oát con ngông cuồng, nếu như cậu cảm thấy mình ghê gớm đến thế thì có dám lên đây đấu với tôi hay không? Ôn Chánh Dương là người có tính tình nóng nảy nhất, nghe Lâm Thanh Diện nói như thế, tất nhiên ông ta sẽ không kiềm chế được. Tôi không có hứng, Lâm Thanh Diện từ chối Ôn Chánh Dương, anh thật sự không có hứng so tài với hạng tầm thường. Ôn Chánh Dương không làm gì được Lâm Thanh Diện, thân là người lớn tuổi, ông ta càng không thể tùy tiện ra tay với Lâm Thanh Diện. Tất cả mọi người có mặt ở đây đều cảm thấy Lâm Thanh Diện to gan, không ngờ lại dám khiêu khích bốn vị đại sư, hơn nữa còn vênh mặt từ chối lời khiêu chiến của Ôn Chánh Dương. Tất cả mọi người đều cảm thấy anh ỷ mình còn trẻ nên cố ý kiếm chuyện với bốn vị đại sư. Tôi biết ngay người này, cậu ta chính là người đã dùng 5 triệu đô la Mỹ để đấu giá yêu đao thôn chính, thanh đao trong lòng cậu ta chính là yêu đao thôn chính. Vào lúc này, có người nhận ra Lâm Thanh Diện, bèn mở miệng hô vang. Sau khi nghe thấy thế, những tiếng sầm xì bàn tán Lâm Thanh Diện lại càng sôi nổi hơn. Hóa ra là một kẻ nhà quê có tiền, tôi thấy cậu ta chỉ sót lại được chút tiền mọn ấy thôi, thôn chính rơi vào tay cậu ta đúng là bi ai. Loại người như cậu ta mà cũng xứng sở hữu thanh đao hàng đầu đảo quốc chúng ta sao? Buồn nôn thật đấy, chẳng phải chỉ có vài xu tiền thôi à, cậu ta có tư cách gì để kiêu ngạo như thế trước mặt bốn vị đại sư? Thật sự nghĩ rằng mình có yêu đao thôn chính trong tay thì có thể đánh bại bốn vị đại sư sao, nực cười, đúng là nực cười thật. Sau khi nghe thấy tiếng sầm xì bàn tán của mọi người, bốn vị đại sư cũng đảo mắt nhìn thanh đao trong lòng Lâm Thanh Diện, ánh mắt bọn họ toát ra vẻ khao khát. Bốn người bọn họ đều là nhẫn giả dùng đao, tất nhiên rất khao khát những thanh đao tốt, thôn chính là thanh đao hàng đầu ở đảo quốc, tất nhiên bọn họ vô cùng có hứng thú. Nhưng thanh đao ấy đã rơi vào tay nhà siêu tập đao, nếu muốn sở hữu nói thì bọn họ phải bỏ tiền ra mua, mặc dù thực lực của bốn người bọn họ mạnh thật nhưng không có nhiều tiền như thế, thế nên cũng chỉ có thể bỏ qua. Sau khi biết thanh đao trong lòng Lâm Thanh Diện là yêu đao thôn chính, Ôn Chánh Dương lập tức đảo mắt nói với Lâm Thanh Diện, nhóc con, một thanh đao tốt như thôn chính mà lại rơi vào tay cậu, đúng thật là lãng phí, tôi có thể không tính toán với cậu chuyện ban nãy, nhưng cậu phải tặng thôn chính cho tôi để làm quà bồi thường. Cậu thấy thế nào?
Sau khi nghe Ôn Chánh Dương nói thế, Lâm Thanh Diện lập tức bĩu môi, không ngờ người được gọi là đại sư mà lại mặt dày mày dạn như thế, không ngờ lại ngang ngược đòi đao của mình. Muốn lấy thanh đao này, ông cũng xứng hay sao? Lâm Thanh Diện cười lạnh. Ôn Chánh Dương không ngờ Lâm Thanh Diện lại không biết tốt xấu như thế, khí thế trên người ông ta bùng nổ, muốn dạy dỗ Lâm Thanh Diện một chặp ngay. Lâm Thanh Diện đã chuẩn bị sẵn sàng để ra tay, nhưng Ôn Chánh Dương chưa động thủ đã bị Gia Võ Tôn cản lại. Bình tĩnh lại chút đi, ông không nhận ra thằng nhóc này đang khích ông à, nói cho cùng thì ông cũng là người lớn, chúng ta là người lớn, làm sao có thể ra tay với cậu ta được, sau này người khác sẽ bảo chúng ta bắt nạt con nít, đến khi ấy, danh tiếng của chúng ta sẽ trở thành trò cười. Gia Võ Tôn nói, nghe ông ta nói vậy, Ôn Chánh Dương chỉ có thể hừ lạnh, ông ta tức giận trừng mắt nhìn Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện thầm nghĩ bọn họ nghĩ nhiều quá rồi, không ngờ lại cho rằng mình đang dùng kế khích tướng. Đối với những người chỉ có thực lực tông sư như bốn vị đại sư, Lâm Thanh Diện không cần phải khiêu khích bọn họ làm gì. Không đánh nhau à, nếu không đánh thì tôi có thể đi rồi, buổi luận đạo của mấy người chán quá, tôi nghe mà sắp sửa ngủ gục đến nơi. Lâm Thanh Diện đứng dậy nhìn bốn vị đại sư. Thấy bọn họ vẫn không tỏ thái độ gì, anh bèn quay lưng bỏ đi. Mấy người Lương Cung Nhạn Xương nhìn thấy thế cũng vội vàng đuổi theo ngay, khiến cho tất cả những người có mặt trong đạo quán ngày hôm nay lấy Lâm Thanh Diện là chủ đề chính trong buổi luận đạo ngày hôm nay. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 851, hôn lễ. Lâm Thanh Diện, khi nãy cậu ngầu quá trời, đó là bốn vị đại sư nổi tiếng khắp đảo quốc của chúng ta kia đó, ban đầu tôi muốn bái bọn họ làm thầy nhưng bọn họ lại đá tôi ra ngoài cửa. Khi nãy thấy cậu mắng bọn họ mà tôi sướng tê tái cả lòng. Lương Cung Kham Thái nhìn Lâm Thanh Diện với ánh mắt sùng bái. Lâm Thanh Diện nhún vai, ban nãy cũng chẳng tính là mắng, chỉ là nói thật lòng mà thôi. Sao bây giờ anh lại khen Lâm Thanh Diện thế, chẳng phải hồi trước anh còn muốn dạy dỗ Lâm Thanh Diện sao? Lương Cung Nhạn Xương nhìn Lương Cung Kham Thái. Lương Cung Kham Thái lập tức cười ngượng, trước kia không biết Lâm Thanh Diện giỏi như thế. Bây giờ có đánh chết thì anh cũng không gây chuyện với cậu ấy nữa đâu, thật ra nếu được thì kêu anh bái Lâm Thanh Diện làm thầy cũng có thể. Sau khi nói dứt lời, anh ta quay sang hỏi Lâm Thanh Diện ngay, Lâm Thanh Diện, cậu có thể nhận tôi làm học trò không? Tôi đảm bảo mình rất biết nghe lời, cậu kêu tôi làm cái gì thì tôi sẽ làm cái nấy. Lâm Thanh Diện quay đầu nhìn anh ta, anh cất tiếng nói, anh đi theo ba mình học cách kinh doanh đi, anh không có tư chất luyện võ. Nghe Lâm Thanh Diện nói thế. Gương mặt Lương Cung Kham Thái lập tức lộ ra vẻ mất mát, anh ta bảo thật, thật sao? Tôi luôn cho rằng mình là thiên tài võ học kia đấy. Lâm Thanh Diện nhìn Lương Cung Kham Thái với vẻ cạn lời, nếu như anh là thiên tài võ học thì heo cũng có thể thành tông sư. Sau khi nghe Lâm Thanh Diện nói thế, Lương Cung Nhạn Xương và Thượng Sam Tinh Vũ đều không khỏi bật cười. Lương Cung Kham Thái lập tức cảm thấy tuyệt vọng, không ngờ tư chất của mình mà còn không bằng một con heo. Lâm Thanh Diện nói anh ta như thế cũng không phải là đùa giỡn, người đạt đến trình độ như Lâm Thanh Diện, chỉ cần nhìn là biết ngay ai đó có thiên phú võ học hay không. Đúng là Lương Cung Kham Thái không có tư chất võ học, đối với anh ta, tiếp nhận gia tài của nhà họ Lương Cung là sự lựa chọn tốt hơn. Thời gian dần trôi, chớp mắt đã đến ngày đám cưới của nhà họ Lương Cung. Mặc dù nhà họ Lương Cung đều biết mục đích thật sự của nhà họ Thượng Sam, nhưng bề ngoài vẫn tỏ vẻ bình thường. Những trình tự cần thiết trong buổi hôn lễ đều không bị nhà họ Lương Cung bỏ sót cái nào. Nhà họ Thượng Sam thấy nhà họ Lương Cung không xảy ra bất cứ vấn đề nào, bởi thế cũng không gây rắc rối cho bọn họ. Bây giờ hôn lễ đã không còn quan trọng nữa, quan trọng nhất là trận quyết đấu giữa Thượng Sam Thác Giã và bốn vị đại sư. Nhà họ Thượng Sam đã tỏ rõ thái độ, lần này là nạp thiếp, bởi vậy các bước hôn lễ đơn giản thôi, chỉ cần Lương Cung Nhạn Xương đến phòng Thượng Sam Thác Giã vào buổi tối là xong. Những nghi thức đám cưới khác có thể miễn, nhà họ Thượng Sam phải cố gắng hết sức để thu xếp ổn thỏa cuộc tranh tài giữa Thượng Sam Thác Giã và bốn vị đại sư. Mặc dù Lương Cung Nhạn Xương không định cưới Thượng Sam Thác Giã, nhưng thái độ của nhà họ Thượng Sam khiến cho cô cảm thấy hết sức phẫn nộ. Rõ ràng đây là hôn lễ của cô và Thượng Sam Thác Giã, nhưng đến cuối cùng cô lại trở thành một người có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Nhưng dù cảm thấy bất mãn thì cô cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Phối hợp với Lâm Thanh Diện diễn cho xong vở kịch này, cho đến khi Lâm Thanh Diện trừ khử Thượng Sam Thác Giã. Đám cưới được tổ chức trong sân nhà họ Thượng Sam, Lâm Thanh Diện và Lương Cung Kham Thái cũng thuận lợi thâm nhập vào trong nhà họ Thượng Sam. Bây giờ bên trong đã bài trí ổn thỏa, trong sân nhà,
thậm chí đã bày lôi đài, xung quanh lôi đài được sắp đặt vài chiếc bàn, thức ăn được bày kín trên bàn, bởi thế những người đến chúc mừng đám cưới đều có thể ngồi xuống ăn uống. Nhưng bây giờ tất cả mọi người đến tham dự hôn lễ chỉ vì bốn vị đại sư nhẫn đạo, bởi thế cả thảy mọi người đều bàn tán về bốn vị đại sư, rất ít người nói về hôn lễ. Sau khi Lâm Thanh Diện theo Lương Cung Kham Thái đi vào sân nhà Thượng Sam, bọn họ nhanh chóng nhìn thấy bốn người gia võ tôn. Rất nhiều người vây quanh làm quen với bọn họ, sau khi nhìn thấy thế, Lương Cung Kham Thái lập tức khịt mũi khinh thường, bốn lão già này thích được người khác nịnh nọt lắm, đại sư thật sự làm gì lãng phí thời gian với người phàm tục kia chứ. Lâm Thanh Diện cười cười, anh không nói gì. Vào lúc hai người định đi tìm chút gì ăn, vài người đàn ông đeo đao ở thắt lưng bước đến trước mặt bọn họ, gương mặt có vẻ rất dữ dằn. Cậu chính là người đã kiếm chuyện với thầy tôi ở trước đám đông à? Người đàn ông cầm đầu liếc nhìn Lâm Thanh Diện, giọng nói của anh ta lạnh tanh. Lâm Thanh Diện nhìn bọn họ rồi cười nói, sao hả, các người muốn làm gì? Loại vô dụng như cậu không xứng được đứng chung chỗ với thầy tôi, hôm đó cậu may mắn thoát nạn thì nên tự cảnh tỉnh, không ngờ cậu còn dám xuất hiện ở đây, bây giờ cậu mau cút đi, chứ bằng không chớ trách tôi không khách sáo. Kẻ cầm đầu cất tiếng nói. Nếu như tôi không nhớ nhầm, đây là hôn lễ của nhà họ Thượng Sam và họ Lương Cung mà, lẽ nào các người là người nhà họ Thượng Sam, kêu tôi đi thì tôi phải đi ngay à? Lâm Thanh Diện hỏi anh ta một câu. Lương Cung Kham Thái vội vàng nói, cậu ấy chính là khách quý của nhà họ Lương Cung chúng tôi, tham dự hôn lễ là chuyện thích đáng, các người muốn làm gì? Lẽ nào thật sự cho rằng nhà họ Lương Cung của chúng tôi sợ nhẫn đạo các người sao? Kẻ cầm đầu lạnh lùng nhìn Lương Cung Kham Thái, không hề quan tâm đến anh ta mà tiếp tục nói với Lâm Thanh Diện, đừng có được nể mặt mà không cần, chứ bằng không chớ trách bọn tôi không khách sáo. Sau khi nói dứt lời, bọn họ đều đặt tay lên cán đao dắt trên eo. Những người xung quanh quay đầu nhìn về phía bọn họ, không ít người đã nhìn thấy Lâm Thanh Diện quát mắng bốn vị đại sư. Bọn họ nhìn thấy học trò của bốn vị đại sư chặn Lâm Thanh Diện lại, gương mặt ai nấy đều toát ra vẻ vui mừng khi thấy người khác gặp nạn. Không ngờ lá gan của cái tên này lại lớn như vậy, hôm ấy đi gây chuyện với bốn vị đại sư trong đạo quán, bây giờ lại dám đến nhà họ Thượng Sam, chẳng phải muốn tìm chết hay sao? Bốn vị đại sư ra tay với thằng nhóc này thì đúng là ỷ lớn hiếp nhỏ, học trò của bốn vị đại sư ra tay thì chắc chắn không có vấn đề gì, để xem hôm nay cậu ta phải giải quyết rắc rối như thế nào. Bốn người gia võ tôn cũng để ý đến tình hình ở bên ngày, nhưng bọn họ không hề cản học trò của mình lại, đúng là cái tên nhóc không biết trời cao đất dày là gì ấy cần phải bị dạy cho một bài học. Đây là hôn lễ của người khác, tôi không muốn đem lại rắc rối cho người ta. Nếu các người muốn đánh nhau với tôi thì có thể chờ cho đến khi hôn lễ kết thúc. Lâm Thanh Diện nói hờ hững. Đừng có viện cớ nữa, bây giờ nếu như cậu không cút đi ngay thì chúng ta sẽ ra tay. Gương mặt kẻ cầm đầu rất hung hãn. Vào lúc bọn họ dương cung bạt kiếm, một giọng nói mạnh mẽ vang lên, các người hành xử ngang ngược như thế trong nhà họ Thượng Sam chúng tôi, có coi người đứng đầu nhà họ Thượng Sam như tôi ra gì không? Bọn họ lập tức ngoái đầu lại nhìn ngay. Chỉ thấy hai người Thượng Sam Thác Giã và Lương Cung Nhạn Xương, bọn họ đã thay đồ xong, bước từ trong ra ngoài. Những tên học trò nhìn thấy Thượng Sam Thác Giã ra mặt đều lập tức nghiêm chỉnh lại ngay. Đợi sau khi hôn lễ kết thúc, nhất định bọn tao sẽ cho mày biết tay. Kẻ cầm đầu cắn răng nghiến lợi mà nói với Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện không hề quan tâm đến anh ta mà nhìn về phía Thượng Sam Thác Giã, vào giây phút nhìn thấy Thượng Sam Thác Giã, Lâm Thanh Diện lập tức nhíu mày lại ngay. Khí thế của người đứng đầu nhà họ Thượng Sam đã vượt quá cảnh giới tông sư, đạt đến trình độ của cao thủ hóa cảnh. Chương 852, thực lực của Thượng Sam Thác Giã. Bốn vị tông sư nhẫn đạo nhìn thấy Thượng Sam Thác Giã hiện thân đều không còn đặt sức chú ý lên người tên oắt cuồng vọng ngu dốt Lâm Thanh Diện này nữa, đều nghiêng đầu nhìn sang ông ta. Thực lực của họ chỉ là đỉnh phong tông sư cảnh, đương nhiên không cảm nhận được khí thế trên người Thượng Sam Thác Giã phát ra. Gia chủ Thượng Sam uy phong như vậy, chúng tôi sao dám không để ông vào trong mắt chứ? Gia võ tôn đầy trào phúng nói. Thượng Sam Thác Giã không để ý, chỉ cười cười, sau đó nói, cảm ơn mọi người hôm nay đã đến tham gia hôn lễ của tôi, mời mọi người ngồi, lát nữa tôi sẽ tiến hành luận bàn với bốn vị tông sư nhẫn đạo để trợ hứng cho hôn lễ lần này, đến lúc đó mọi người sẽ biết, tông sư nhẫn đạo bọn họ rốt cuộc có bản lĩnh thật sự hay chỉ là hư danh. Bốn người gia võ tôn nghe thấy lời của ông ta thì trên mặt đều lộ ra không vui, ai nấy đều có dáng vẻ nhao nhao muốn thử, đều muốn dùng thực lực của mình để dạy dỗ ông ta.
toàn trường e rằng cũng chỉ có một mình Lâm Thanh Diện có thể cảm nhận được hương vị nguy hiểm phát ra từ trên người Thượng Sam Thác Giã. Thượng Sam Thác Giã có thể xuất hiện ở đây, còn muốn khiêu chiến với bốn đại sư nhẫn đạo, xem ra hẳn là đã hoàn thành thăng cấp rồi. Lâm Thanh Diện không nghĩ tới Thượng Sam Thác Giã lại thật sự thăng cấp trước thời hạn, điều này hoàn toàn không giống với những gì Thượng Sam Tinh Vũ nói với anh trước đó. Khả năng duy nhất hiện tại chính là Thượng Sam Thác Giã đã tìm thấy phương pháp thăng cấp mới, cho nên mới có thể hoàn thành lần thăng cấp này trước hôn lễ. Chẳng trách ban đầu ông ta vô cùng xem trọng hôn lễ, mấy ngày sau lại bỗng nhiên trở nên cực kỳ có lệ, xem ra nguyên nhân chính là ở đây. Nhưng anh có thể cảm nhận được hơi thở trên người ông ta không ổn định, mặc dù hơi thở ông ta thỉnh thoảng không hề khác biệt với cao thủ hóa cảnh, nhưng thỉnh thoảng lại chỉ giống với đỉnh phong tông sư. Điều này hẳn là khiếm khuyết do ông ta tu luyện âm pháp, loại bàng môn tà đạo này cuối cùng cũng không thể so với chính đồ. Theo anh đoán, bây giờ cho dù ông ta đã đạt tới hóa cảnh, nhưng vì hơi thở không ổn định nên sức mạnh ông ta có thể phát huy hẳn cũng chỉ tương đương với hóa cảnh nửa bước thôi. Nhưng thực lực của ông ta cụ thể thế nào thì còn phải đợi ông ta ra tay rồi mới có thể biết được. Còn may hôm nay có bốn tông sư nhẫn đạo thay anh do thám thực lực của ông ta, lát nữa bọn họ giao thủ, anh cũng tiện nắm được tình hình cụ thể của ông ta. Anh không định nói thực lực của ông ta cho bốn vị đại sư đó biết. Một là vì anh không có hảo cảm gì với họ, ngoài ra chính là vì cho dù anh có nói thì họ nhất định cũng sẽ cho rằng anh đang gây rối. Cho nên còn không bằng để ông ta giúp anh dạy dỗ bốn đại sư này một trận, cũng bớt cho anh phải động tay. Thượng Sam Thác Giã và Lương Cung Nhạn Xương cử hành đơn giản nghi lễ cần thiết trong hôn lễ của đảo quốc, sau đó ông ta bèn để cô ta ngồi sang một bên, còn bản thân thì tung người nhảy lên lôi đài. Ánh mắt của tất cả mọi người đều rơi trên người ông ta, họ biết. Tiết mục quan trọng nhất tối nay đã đến rồi. Ánh mắt Lâm Thanh Diện cũng rơi trên người Thượng Sam Thác Giã, mượn ánh trăng, từ góc độ này anh bỗng nhiên chú ý tới trên cổ ông ta đeo một miếng ngọc bội. Hình dạng và độ sáng của nó giống hệt với ngưng hồn ngọc trong tay anh. Lâm Thanh Diện vốn còn cho rằng cho dù mình có thu thập ông ta thì muốn tìm thấy ngưng hồn ngọc cũng phải tốn chút công sức, không nghĩ tới ông ta lại đeo nó trên người, điều này ngược lại khiến anh bớt đi thời gian tìm kiếm. Chẳng trách ông ta có thể thăng cấp trước thời hạn, chính là vì ngưng hồn ngọc này. Một suy nghĩ xuất hiện trong đầu anh, chỉ là lúc này nghĩ tới những chuyện này đã không có ý nghĩa gì nữa. Lâm Thanh Diện chỉ cần chờ lát nữa lên lôi đài giết Thượng Sam Thác Giã, đoạt ngưng hồn ngọc thì mục đích đến đảo quốc lần này cũng xem như đạt được rồi. Bốn vị, lên lôi đài đi, trận luận bàn hôm nay tôi sẽ chứng minh với mọi người, đại sư nhẫn đạo các người căn bản không đáng nhắc tới, mà nhà Thượng Sam tôi mới là đỉnh phong của toàn đảo quốc. Thượng Sam Thác Giã cười nhìn bốn vị đại sư, mắt tràn đầy khinh miệt. Ôn Chánh Dương nghe thấy lời này của ông ta thì mặt lập tức tràn đầy tức giận, không nói hai lời vác đao lên lôi đài. Không nghĩ tới nhà Thượng Sam các người lại dám cuồng vọng như vậy, hôm nay để tôi tới dạy dỗ ông, nhà Thượng Sam ông chỉ là một gia tộc thế tục mà thôi, sao có thể so với truyền thừa nhẫn đạo chúng tôi. Ôn Chánh Dương trực tiếp vung đao trong tay ra, làm tư thế tiến công với Thượng Sam Thác Giã. Thượng Sam Thác Giã liếc nhìn ông ta một cái, mở miệng nói, từng người một tới thật quá phiền phức, bốn người các người cùng tới đi, bớt lãng phí thời gian. Ôn Chánh Dương nghe thấy lời này của ông ta thì mặt càng thêm phẫn nộ, ông ta cảm thấy Thượng Sam Thác Giã đang xem thường họ. Lâm Thanh Diện nghe thấy lời này của Thượng Sam Thác Giã cũng cười, điều này hơi giống anh lúc đầu khiêu chiến bốn đại thế gia cổ võ. Quả nhiên! Khi một người có tự tin tuyệt đối với thực lực của bản thân thì thường thích đưa ra lựa chọn vượt ngoài tưởng tượng của mọi người, như vậy mới có thể làm nổi bật trình độ vốn có của ông ta. Một mình tôi ông cũng không hẳn có thể đánh thắng, lại còn muốn bốn chúng tôi cùng lên đài, thật là phách lối. Tôi muốn ra tay ngay lập tức, ông xác định không tìm vũ khí. Ôn Chánh Dương trừng mắt ông ta nói. Đối phó với loại như ông vẫn là không cần vũ khí. Thượng Sam Thác Giã lạnh lùng nói. Ôn Chánh Dương cũng không do dự nữa, hừ lạnh một tiếng, nhanh chóng nhào tới. Nhận của ta một đao. Ôn Chánh Dương hét to một tiếng, giơ thanh đao lên, bổ lên đầu Thượng Sam Thác Giã. Thượng Sam Thác Giã mặt đầy bình tĩnh, lúc thanh đao của Ôn Chánh Dương sắp bổ trúng đỉnh đầu ông ta trực tiếp nhấc tay, giữ chặt lấy thanh đao đó. Tất cả mọi người đều cả kinh, không nghĩ tới ông ta lại dùng tay không giữ lấy đao của Ôn Chánh Dương. Điều này trong chiến đấu không thể nghi ngờ là điều cấm kỵ nhất. Nhưng một giây sau, tất cả mọi người đều trừng to mắt, họ đều nhìn thấy trên lòng bàn tay của Thượng Sam Thác Giã bốc lên từng trận ánh sáng đen, thanh đao của Ôn Chánh Dương thật sự bị ông ta đón được.
Ôn Chánh Dương không dám tin nhìn ông ta, nói, không thể nào, tại sao lòng bàn tay ông lại cổ quái như vậy, tôi cảm thấy mình giống như chém vào bông. Thượng Sam Thác Giã cười nói, thứ rác rưởi như ông sao có thể lĩnh hội được huyền diệu trong cảnh giới của tôi, tiếp đây, tôi cũng cho ông một đao, thế nào? Dứt lời, mọi người liền nhìn thấy thanh đao của Ôn Chánh Dương trực tiếp bị Thượng Sam Thác Giã bẻ gãy, mà trên bàn tay khác của ông ta lại xuất hiện một vầng sáng hình thanh đao, chớp mắt liền đâm vào bụng Ôn Chánh Dương. Chương 853, có gì đáng khoe mẽ? Quầng sáng màu đen hình thanh đao trong tay Thượng Sam Thác Giã nhanh chóng khiến Ôn Chánh Dương thực lực đã đạt tới tông sư đỉnh phong căn bản không kịp phản ứng, ông ta theo bản năng mở to mắt, tiếp đó sức mạnh trên dưới toàn thân liền biến mất, ý thức cũng bắt đầu trở nên mơ hồ. Thượng Sam Thác Giã đạp ông ta xuống lôi đài, lưu loát dứt khoát như xử lý một con chó chết. Tất cả mọi người có mặt đều bị thủ đoạn ông ta thi triển làm cả kinh. Không ít người thậm chí đã bắt đầu dùng tay dụi mắt, cho rằng vừa rồi mình nhìn nhầm. Tôi vừa rồi hoa mắt đi, trên tay gia chủ Thượng Sam lại trống không biến ra một thanh đao. Tôi cũng nhìn thấy, trời ơi, đây là chuyện con người có thể làm được sao? Đang quay phim sao? Gia chủ Thượng Sam dùng thủ đoạn quỷ thần à, trước đây tôi từng nghe ông tôi nói trên thế giới này thực ra thật sự tồn tại quỷ thần, trước đây tôi căn bản không tin. Nhưng nhìn thấy thủ đoạn của gia chủ Thượng Sam, tôi cảm thấy điều ông nói là thật. Người nhà Lương Cung lúc này cũng sắc mặt trầm trọng nhìn Thượng Sam Thác Giã trên lôi đài, họ đều biết sự lợi hại của ông ta, nhưng không nghĩ tới lại lợi hại tới mức này. Đồng thời, họ cũng nghiêng đầu nhìn Lâm Thanh Diện ở một bên, vì tình huống này họ cũng từng nhìn thấy trên người anh. Lâm Thanh Diện, gia chủ Thượng Sam là cường giả giống anh sao? Ông ta lại dùng tay không biến ra một thanh đao. Hơn nữa uy lực còn mạnh như vậy. Giọng Lương Cung Kham Thái có chút run rẩy hỏi anh một câu. Lâm Thanh Diện lúc này đang híp mắt nhìn Thượng Sam Thác Giã, sau đó gật đầu, nói cảnh giới của ông ta quả thực đã đạt tới hóa cảnh, chỉ là sức mạnh phát huy ra không khủng bố như hóa cảnh thật sự, xem ra hẳn là có liên quan với môn pháp âm tà ông ta tu luyện. Thông qua một kích vừa rồi của Thượng Sam Thác Giã, Lâm Thanh Diện đại khái đã phán đoán được thực lực của ông ta, mặc dù nói cảnh giới quả thực đã đạt tới hóa cảnh. Nhưng sức mạnh yếu hơn không ít, lại thêm hơi thở không ổn định, anh vẫn là có sức mạnh chiến một trận với ông ta. Ba người gia võ tôn nhìn thấy Ôn Chánh Dương bị Thượng Sam Thác Giã giải quyết dễ dàng như vậy, hơn nữa đối phương còn biểu hiện ra thủ đoạn như quỷ thần, sắc mặt lập tức trầm trọng. Gia võ tôn chạy tới chỗ Ôn Chánh Dương, khom người sờ cổ ông ta, xác nhận ông ta đã không còn hơi thở nữa. Ba vị đại sư còn lại biết chuyện này mới ý thức được tầm quan trọng của sự việc hôm nay. Thượng Sam Thác Giã mời họ tới là sớm đã có chuẩn bị. Tên Thượng Sam Thác Giã này thực lực quỷ dị, chỉ sợ là sớm đã tiếp xúc với ngưỡng cửa đó rồi, đơn thân độc đấu thì chúng ta nhất định không phải đối thủ của ông ta, chuyện đã tới nước này, chỉ có thể liên thủ thôi. Gia võ tôn nghiêng đầu nhìn hai vị đại sư khác, trịnh trọng nói. Hai vị đại sư đó đều gật đầu, chuyện lớn liên quan tới tính mạng thế này, không ai dám cậy mạnh. Ba người xoay người nhìn Thượng Sam Thác Giã trên lôi đài. Sau đó dưới sự dẫn dắt của gia võ tôn, nhảy lên lôi đài. Thượng Sam Thác Giã thấy ba người cùng tới, mặt lộ ra nụ cười đùa bỡn, mở miệng nói, sao nào, không phải muốn đấu tay đôi với tôi à? Sao bây giờ lại cùng lên rồi, lúc này các người không để ý tới da mặt mình nữa à? Gia võ tôn hừ lạnh một tiếng, Thượng Sam Thác Giã, ông đừng phách lối, thủ đoạn ông dùng vừa rồi âm tà như vậy, hẳn đã chìm vào ma đạo. Chúng ta hôm nay là vì trừ ma chính đạo, ông tốt nhất là ngoan ngoãn khoanh tay chịu trói. Thượng Sam Thác Giã lập tức hừ lạnh một tiếng, mặt hung ác, đám lão già ra vẻ đạo mạo các người còn trừ gian chính đạo à. Đừng gấp, kết cục của các người sẽ giống với tên vừa rồi, bốn tông sư nhẫn đạo các người ở trong mắt Thượng Sam Thác Giã tôi chỉ là trò cười mà thôi. Dứt lời, đao quang màu đen trong tay Thượng Sam Thác Giã lại lóe hiện, toàn thân ông ta tản ra ánh sáng màu đen. Đây chính là biểu hiện sức mạnh tản ra ngoài. Mọi người phát ra từng trận kinh hô, xác nhận mình lúc này không phải đang hoa mắt, thủ đoạn của Thượng Sam Thác Giã quả thực đã đạt tới cảnh giới quỷ thần. Ba người gia võ tôn nhìn thấy dáng vẻ ông ta đều không dám chậm trễ, vội vàng rút trường đao của mình, khí thế trên người tăng lên cao nhất, nhanh chóng bao vây ông ta lại. Giữa tông sư cảnh đỉnh phong và hóa cảnh có khác biệt về bản chất, cho dù Thượng Sam Thác Giã chỉ là hóa cảnh gà mờ. Nhưng căn bản không phải ba người gia võ tôn có thể tơ tưởng. Ba người họ vung trường đao trong tay chém lên người Thượng Sam Thác Giã, trong chớp mắt, Thượng Sam Thác Giã đã ngăn chặn công kích của họ, tốc độ này đã đạt tới trình độ người trần mắt thịt không thể nhìn thấy.
mọi người dưới đài chỉ nhìn thấy ánh đao chớp lóe, đao kiếm giao nhau, tia sáng đen bay nhảy, căn bản không nhìn rõ bốn người trên đài đang giao thủ thế nào. Không bao lâu sau, mọi người chỉ cảm thấy xuất hiện cỗ khí thế sắc bén, tiếp đó hư ảnh của thanh đao đen cực lớn xuất hiện, tất cả mọi người đều cảm thấy da thịt mình cũng run rẩy theo, hô hấp cũng có chút dồn dập. Tiếp đó, hư ảnh bổ lên người ba người ra võ tôn, sắc mặt họ đều biến đổi, họ chưa từng nhìn thấy công kích như vậy, nhanh chóng nhảy sang hai bên. Hư ảnh thanh đao đen trực tiếp bổ lôi đài thành hai nửa, ba người ra võ tôn mặc dù không bị trực tiếp bổ trúng, nhưng khí kình do hư ảnh đem tới vẫn đẩy họ ngã trên mặt đất. Ra võ tôn phun ra ngụm máu tươi, ông ta cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình chịu tổn thương, mặc dù có thể giữ được tính mạng, nhưng thân thể căn bản đã phế rồi. Thượng Sam Thác Giã đứng trên lôi đài không chút hao tổn, đôi mắt lạnh lùng nhìn ba người họ trên mặt đất, chào phúng nói, bốn tông sư nhẫn đạo các người chẳng lẽ chỉ có chút tài cán này, các người trước nay không phải khinh thường nhà Thượng Sam tôi sao? Sao bây giờ ngay cả một chiêu của tôi cũng không tiếp được, có nực cười hay không? Nói xong, ông ta lại cất cao giọng nói với những người có mặt, hôm nay tôi muốn chứng minh với mọi người rằng nhà Thượng Sam tôi có võ lực mạnh nhất quốc đảo, bốn tông sư nhẫn đạo này chỉ là dám thối. Nếu ai không phục thì có thể lên đài khiêu chiến với tôi. Mọi người nghe thấy lời của ông ta thì mặt đều lộ ra sợ hãi, không ai dám đứng ra chống đối. Ba người ra võ tôn cũng bất lực thở dài, trong lòng họ đều rõ ràng, đảo quốc hiện tại hẳn không thể tìm ra ai có thể đấu một trận với Thượng Sam Thác Giã nữa. Chính vào lúc này, Lâm Thanh Diện đứng dậy, anh đã đại khái rõ ràng thực lực của Thượng Sam Thác Giã rồi, bốn đại sư của đảo quốc cũng đã nhận được dạy dỗ thích đáng rồi. Cũng tới phiên anh ra trận rồi. Chỉ là sức mạnh có được nhờ môn pháp âm tà thôi, có gì đáng khoe mẽ. Chương 854, đối chiến Thượng Sam Thác Giã. Thượng Sam Thác Giã đang cảm thụ sự kính sợ của những người xung quanh đối với ông ta, trong lòng sinh ra khí thế nắm giữ thiên hạ. Chính vào lúc này, giọng nói bình tĩnh của Lâm Thanh Diện truyền vào trong tai tất cả mọi người, cảm giác đang ấp ủ của Thượng Sam Thác Giã bỗng chốc bị đánh tan. Ông ta nhìn về phía Lâm Thanh Diện, híp mắt lại, trước đây người nhà Thượng Sam đã từng báo cáo với ông ta những chuyện liên quan tới anh, biết anh tới từ nước C, hơn nữa chính là anh dẫn Thượng Sam Tinh Vũ về. Người nhà Thượng Sam đều cảm thấy Thượng Sam Hùng Tề mất tích ở nước C hẳn là không thoát khỏi liên quan tới anh, nhưng vì anh quá trẻ, cho nên đều cảm thấy Thượng Sam Hùng Tề hẳn là do trưởng bối của anh xử lý. Họ không rõ mục đích anh dẫn Thượng Sam Tinh Vũ về đảo quốc. Nhưng khoảng thời gian này anh cũng không làm ra chuyện gì nguy hại tới nhà Thượng Sam, lại thêm Thượng Sam Thác Giã đã thăng cấp thành công, cho nên không để anh trong lòng. Thượng Sam Thác Giã không nghĩ tới anh lại đột ngột đứng ra vào lúc này, trong mắt ông ta, đây chính là đang tìm chết. Mọi người có mặt cũng đều ùn ùn nghiêng đầu nhìn sang nơi vừa phát ra tiếng nói, thấy người nói là Lâm Thanh Diện, mặt không khỏi lộ ra biểu cảm kinh ngạc. Những người vì chuyện của bốn đại sư trước đó mà chán ghét anh càng thêm không hiểu anh muốn làm gì, nhưng suy nghĩ của họ đều giống với Thượng Sam Thác Giã, cho rằng anh đang tìm chết. Tên oắt này điên rồi sao, lại khiêu chiến gia chủ Thượng Sam vào lúc này, chẳng lẽ hắn không nhìn thấy thủ đoạn của gia chủ Thượng Sam vừa thi triển ban nãy sao? Tên này hẳn không phải nhìn thấy ai cũng muốn khiêu chiến đi, trước đó khiêu chiến bốn vị đại sư, bây giờ lại khiêu chiến gia chủ Thượng Sam, thật sự là vua tìm chết. Ha ha. Không nghĩ tới hắn lại không biết trời cao đất dày tới mức này, thật sự muốn kêu gia chủ Thượng Sam cho hắn một đao, xem hắn còn dám phách lối như vậy không. Ba người gia võ tôn cũng nghĩ không thông tại sao Lâm Thanh Diện lại muốn làm vậy, nhưng họ đều không có hảo cảm gì với anh, bây giờ anh giúp họ hấp dẫn sự chú ý của Thượng Sam Thác Giã, họ ngược lại có thể thở phào một chút. Lâm Thanh Diện đứng dậy, đi về phía lôi đài, tung người nhảy lên lôi đài đã bị bổ thành hai nửa, đối diện Thượng Sam Thác Giã. Thượng Sam Thác Giã nhìn anh, mở miệng hỏi, cậu tới từ nước C. Lâm Thanh Diện gật đầu. Thượng Sam Hùng Tề chết trên tay cậu, Thượng Sam Thác Giã lại hỏi. Không sai, người nhà Thượng Sam các người tu luyện môn pháp âm tà, tôi đã nhìn thấy rồi, đương nhiên không thể bỏ qua. Lâm Thanh Diện khẽ tường thuật một câu. Thượng Sam Thác Giã lập tức hừ lạnh một tiếng, bớt nói linh tinh ở đây, chuyện này e rằng là con nhóc đáng chết Thượng Sam Tinh Vũ nói với cậu đi. Nhà Thượng Sam tôi truyền thừa thánh công, sao có thể là môn pháp âm tà, mồm miệng cậu tốt nhất sạch sẽ một chút, nếu không cậu sẽ chết rất thảm. Lâm Thanh Diện bĩu môi, nói, sao nào, vẫn không dám để người khác nói sao. Ông gấp cái gì, đây không phải đang chột dạ thì là cái gì. Thượng Sam Thác Giã híp mắt, cậu hẳn cũng đã nhìn thấy thủ đoạn của tôi rồi,
bốn đại tông sư nhẫn đạo của đảo quốc đều bại trên tay tôi, cậu cho rằng dựa vào một thằng oắt như cậu cũng dám gọi nhịp với tôi. Lâm Thanh Diện cười nói, bốn người họ quả thực không thể đánh bại ông, nhưng ai nói với ông ta cùng hàng ngũ với họ. Gia Võ Tôn nghe thấy Lâm Thanh Diện khinh thường họ như vậy thì mặt lập tức lộ ra tràn đầy không vui, ông ta mở miệng nói, oắt con, cậu chỉ là nhóc con hơn 20 tuổi mà thôi, lại còn dám cuồng vọng khinh thường chúng ta. Chẳng lẽ cậu cho rằng dựa vào chút liều lĩnh này của cậu thì có thể đối chọi với Thượng Sam Thác Giã sao? Hừ, đừng quản hắn nữa, loại không biết trời cao đất dày này, không chịu chút khổ sở thì sẽ không tỉnh ngộ. Một vị đại sư khác sắc mặt âm trầm nói. Gia Võ Tôn ngẫm nghĩ thấy cũng đúng, so đo với loại người này chính là đang lãng phí thời gian, cho nên bèn ngậm miệng, không nói gì nữa. Thượng Sam Thác Giã nghe thấy lời của Lâm Thanh Diện thì hỏi, nói vậy. Cậu đứng ra là muốn khiêu chiến với tôi rồi. Khiêu chiến thì không đến mức, thay trời hành đạo mà thôi. Ngoài ra, tôi rất có hứng thú với khối ngọc trước ngực ông. Nếu bây giờ ông giao nó ra thì tôi có thể để ông chết thoải mái một chút. Lâm Thanh Diện nhàn nhạt nói. Thượng Sam Thác Giã ngẩng đầu cười to, nói thay trời hành đạo. Hay lắm, đời này của tôi còn là lần đầu tiên nhìn thấy một người to gan như cậu. Đã vậy thì tôi cũng không đùa với cậu nữa. Tôi muốn xem cậu diệt trừ tôi thế nào. Mọi người xung quanh đều khinh thường nhìn Lâm Thanh Diện, cảm thấy lời này của anh chỉ là đang chém gió, người cảm thấy anh có năng lực chiến đấu với Thượng Sam Thác Giã hẳn cũng chỉ có người của nhà Lương Cung thôi. Thượng Sam Thác Giã không chút do dự, tia sáng màu đen trong tay xuất hiện, biến thành bộ dạng chùy thủ, nhanh chóng bay tới trước mặt anh. Mọi người nhìn thấy một màn này đều cho rằng anh chết chắc rồi, họ đều tận mắt nhìn thấy uy lực của hư ảnh mà Thượng Sam Thác Giã làm ra ban nãy. Mặc dù thanh chùy thủ này không thể so với đao ảnh đó, nhưng uy lực nhất định cũng không yếu đi đâu được. Lâm Thanh Diện nhìn hư ảnh thanh chùy thủ đó, khác biệt duy nhất giữa anh và ông ta hiện tại chỉ là không có cách nào khiến huyền kình hóa hình cách thể mà thôi. Nếu Thượng Sam Thác Giã thật sự muốn dựa vào thanh chùy thủ nho nhỏ này để giải quyết anh thì cũng quá ngây thơ rồi. Giây phút hư ảnh chùy thủ tới trước mặt anh, lòng bàn tay Lâm Thanh Diện xuất hiện từng tia sáng trắng. Sau đó vừa nhấc tay bèn giữ chặt lấy hư ảnh chùy thủ của Thượng Sam Thác Giã. Dưới huyền kình của Lâm Thanh Diện, hư ảnh chùy thủ lập tức biến thành làn khói đen, tiêu tán trong không khí. Thượng Sam Thác Giã nhìn thấy một màn này, mắt lập tức ngưng trọng, kinh hô cậu cũng là cao thủ hóa cảnh. Mọi người dưới đài cũng kinh ngạc không kém gì Thượng Sam Thác Giã, họ đều cho rằng anh chỉ là tên nhóc lỗ mãng mà thôi, nhưng vầng sáng trắng xuất hiện trên tay anh khiến họ hiểu rõ là họ quá xem thường anh rồi. Ba người Gia Võ Tôn nhìn thấy anh dễ dàng hóa giải thủ đoạn của Thượng Sam Thác Giã thì tràn đầy kinh ngạc, hư ảnh chùy thủ vừa rồi nếu đổi thành ba người họ tới tiếp thì e rằng còn chưa kịp phản ứng đã chết trên tay Thượng Sam Thác Giã rồi. Tên nhóc này lại cũng đạt tới trình độ đó, chuyện này sao có thể, hắn mới hơn 20 mấy tuổi. Gia Võ Tôn thì thào, trong lòng đã hiểu rõ, Lâm Thanh Diện khinh thường họ là phát ra từ trong lòng, là bản thân họ quá ngu ngốc mà thôi. Lâm Thanh Diện vươn tay chắm chặt chuôi đao thôn chính, rút nó ra khỏi vỏ, nhìn về phía Thượng Sam Thác Giã, mở miệng nói, lấy hết thực lực của ông ra đi, nếu không, ông sẽ trở thành vong hồn đầu tiên dưới đao tôi. Ồ, không đúng, cho dù ông có lấy ra hết thực lực cùng sẽ trở thành vong hồn đầu tiên dưới đao tôi. Chương 855, tôi còn chiêu lợi hại hơn. Thượng Sam Thác Giã nghe thấy lời của Lâm Thanh Diện, trên mặt lập tức lộ ra một biểu cảm khinh miệt. Tuy không rõ Lâm Thanh Diện tại sao lại có thể sở hữu được thủ đoạn mà chỉ có hóa cảnh mới có trong độ tuổi mới 20 mấy như vậy, nhưng ông ta vẫn không coi Lâm Thanh Diện là kẻ địch có thể uy hiếp đến mình. Hơn nữa nhìn thấy Lâm Thanh Diện vậy mà còn cầm lấy một cây đao, Thượng Sam Thác Giã không khỏi hoài nghi thực lực của Lâm Thanh Diện vốn không có đạt đến hóa cảnh, dù sao thì hóa cảnh chân chính không cần đến vũ khí, bọn họ muốn dùng vũ khí gì thì trực tiếp dùng sức mạnh biến hóa thành là được rồi. Điểm này khiến Thượng Sam Thác Giã sinh ra một tia khinh miệt đối với Lâm Thanh Diện. Thật đúng là không biết ngượng mồm, đừng tưởng cậu hóa giải được một thủ đoạn nhỏ nhoi của tôi thì có tư cách nói mấy lời này với tôi, thực lực của tôi bây giờ không phải là thứ mà một tên oắt con như cậu có thể tưởng tượng được đâu. Thượng Sam Thác Giã hét lên một câu với Lâm Thanh Diện như vậy, sau đó toàn thân trên dưới hiện lên từng đường ánh sáng màu đen, ở trên đỉnh đầu của ông ta, mang máng có làn khói đen bốc lên, nhìn trông vô cùng tà dị. Lâm Thanh Diện cũng vận chuyển nội kình, bao phủ lên thân đao, trên cả con đao lập tức xuất hiện một tầng ánh sáng màu trắng, so với biến hóa của Thượng Sam Thác Giã, thì sức mạnh của Lâm Thanh Diện trông thuần túy hơn một chút. Sau khi Thượng Sam Thác Giã nhìn thấy sự biến hóa trên thanh đao trong tay của Lâm Thanh Diện,
đôi mắt cũng híp lại, không ngờ tên tiểu tử này cũng thật sự có chút bản lĩnh. Ông ta không hề sơ suất, trên lòng bàn tay lập tức xuất hiện một hư ảnh thanh đao màu đen, tiếp đó nhanh chóng xông về phía Lâm Thanh Diện. Hai người trong nháy mắt chung đụng vào nhau, tốc độ nhanh chóng khiến người ta xem thế là đủ rồi. Đám người chỉ có thể nhìn thấy một đường sáng màu đen và một đường sáng màu trắng giao thoa nhau với tốc độ cực nhanh, chỉ là thỉnh thoảng có thể nhìn thấy bóng ảnh của hai người Thượng Sam Thác Giã và Lâm Thanh Diện. Khí kình dư ba khi hai người giao đấu với nhau xung kích đến trên người của những người xung quanh, khiến người ta bất chi bất giác mà lùi về đằng sau. Cái sự giao đấu cấp cao này, chỉ mỗi dư ba thôi cũng có thể khiến cho bọn người ra võ tôn trọng thương rồi, chứ đừng nói là mấy người bình thường như bọn họ nữa. Bọn họ đều không muốn bị liên lụy bởi cuộc chiến này, cho nên đều lùi ra xa xa. Cái võ đài đó đã bị Thượng Sam Thác Giã trẻ làm hai rồi, bây giờ hai người giao đấu dữ dội, cái võ đài này đã không chịu được gánh nặng, mà đã sụp đổ rồi. Hơn nữa đến cấp bậc như bọn họ rồi thì một võ đài nhỏ bé đã không đủ cho bọn họ thi triển thân thủ nữa, không bao lâu sau, chiến trường của hai người đã trở thành cả khoảng sân, đám người đều sợ hãi vội vàng chạy ra xung quanh. Sợ chạy muộn quá thì cái mạng nhỏ của mình cũng chẳng còn nữa. Đây mới là cuộc chiến giữa các cường giả chân chính sao? Chúng ta xưng là đại sư, nhưng ngay cả 1% của bọn họ cũng chả bằng nữa, thật đúng là buồn cười, những lời mà người anh em kia trước đây đã nói đều là lời từ đáy lòng, nhưng chúng ta còn tự cho mình là đúng nữa, cái khuôn mặt già này thật quá mất mặt rồi. Gia Võ Tôn liên tục lắc đầu nói, thật đúng là quá lợi hại, không ngờ trên thế giới này lại còn có người lợi hại như vậy. Không lẽ những cái được gọi là quỷ thần là thật sự có tồn tại sao? Chỉ có điều bọn họ chính là những cao thủ sở hữu thực lực mà người bình thường không thể nào tưởng tượng được nữa, cho nên mọi người đều tưởng tượng bọn họ thành quỷ thần rồi. Hai con mắt của Lương Cung Kham Thái nhìn chăm chăm vào hai người đang chiến đấu kia, trong đầu tuôn ra một suy nghĩ. Cảnh giới của cậu và hóa cảnh chân chính rõ ràng vẫn còn chênh lệch rất lớn, nhưng sức mạnh của cậu sao lại mạnh như vậy? Sau khi Thượng Sam Thác Giã cho Lâm Thanh Diện một đao, thì nhìn chằm chằm vào anh hỏi một câu. Đánh thắng tôi sẽ nói ông nghe. Lâm Thanh Diện trả lời một câu, sau đó giơ thôn chính lên, ánh sáng trên đó rực rỡ, chém về phía đỉnh đầu của Thượng Sam Thác Giã, một hư ảnh khổng lồ gói gọn thôn chính lại, bổ về phía Thượng Sam Thác Giã, khí thế cực lớn. Thượng Sam Thác Giã thấy vậy, lập tức dùng sức mạnh thân mình, hình thành một màn che khổng lồ trước thân mình, che cả toàn thân mình lại. Hư ảnh ánh đao của Lâm Thanh Diện bổ trên bức màn tre của Thượng Sam Thác Giã, một làn sóng cường đại lan tỏa ra xung quanh, trực tiếp rung chấn khiến võ đài dưới thân hai người tan thành vun vỡ. Bức màn tre vỡ nát, ánh đao tiêu tán, thân ảnh của hai người trực tiếp nhảy lên trên nóc nhà, Thượng Sam Thác Giã nhấc tay lên phẩy về phía Lâm Thanh Diện một cái, vài đường phi tiêu màu đen liền bay về phía Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện giơ đao trên tay mình lên, nhanh chóng chém những phi tiêu đó thành xương đen, tiêu tán trong không trung. Thượng Sam Thác Giã nhìn thấy thủ đoạn của mình vậy mà lại không làm gì được Lâm Thanh Diện, nhất thời cũng có chút bực bội. Tên tiểu tử đáng chết này, rốt cuộc là lòi ra từ chỗ nào vậy, mình đã thăng cấp thành công rồi, vậy mà không thể xử lý được cậu ta dễ dàng, không lẽ để đối phó tên tiểu tử này mà mình còn phải dùng đến cái cách kia sao? Trong lòng Thượng Sam Thác Giã thầm mắng một tiếng. Lâm Thanh Diện nhìn thấy Thượng Sam Thác Giã đang do dự tại chỗ, trong lòng liền biết ông ta đang suy nghĩ cái gì. Sau khi nhìn thấy cái bộ dạng như bị quỷ ám đó của Thượng Sam Hùng Tề, Lâm Thanh Diện biết loại tà pháp của nhà Thượng Sam có thể khiến cho sức mạnh của con người bùng nổ trong thời gian ngắn. Bây giờ Lâm Thanh Diện cần phải ép cái trạng thái đó của Thượng Sam Thác Giã ra ngoài, mới có thể biết dựa vào thủ đoạn của mình có thể diệt trừ được ông ta hay không. Không có do dự gì, huyền kình trong cơ thể Lâm Thanh Diện nhanh chóng xoay chuyển, sau đó dùng một phương thức ảo diệu, truyền lên thôn chính. Lâm Thanh Diện một tay cầm đao. Cơ thể nhanh chóng biến hóa, đao trong tay cũng bắt đầu thi triển chiêu thức khác với trước đây. Rất nhanh, Lâm Thanh Diện liền xông đến trước mặt Thượng Sam Thác Giã, sau đó hét lên một tiếng, chém về phía Thượng Sam Thác Giã. Thiên tinh thức. Chỉ thấy vô số ánh đao nhỏ bé xuất hiện trên thân thôn chính, trực tiếp bắn về phía cơ thể của Thượng Sam Thác Giã, nếu như Thượng Sam Thác Giã cứ đứng ở đó, chắc chắn sẽ bị trực tiếp đánh thành cái dây. Sắc mặt Thượng Sam Thác Giã chợt biến đổi. Không ngờ Lâm Thanh Diện lại có thể thi triển ra một chiêu thức khủng bố như vậy, không có chút do dự nào, ở hai bên mắt của ông ta liền xuất hiện những mạch máu nhỏ, hai con mắt của ông ta cũng trở nên đỏ bừng, trên trán càng xuất hiện những đường vân màu đen đáng sợ. Sau khi bộ dạng biến đổi, xung quanh người Thượng Sam Thác Giã lập tức xuất hiện một màn xương khói màu đen,
trực tiếp bao bọc cả người ông ta ở bên trong đó, nhưng ánh sáng đao mà Lâm Thanh Diện phóng thích ra cũng trong chớp mắt đánh vào trên lớp xương đen đó, một trận nổ dày đặc vang lên, cơ thể Thượng Sam Thác Giả lập tức lui lại về sau. Thiên tinh thức này là chiêu thức mà Lâm Thanh Diện dựa theo thiên tinh trưởng mà chế thành, uy lực của nó Lâm Thanh Diện cũng là lần đầu tiên cảm nhận được, anh không ngờ sau khi ba tuyệt chiêu của mình diễn hóa thành đao pháp, lại có thể bộc phát ra được uy lực lớn đến như vậy. Anh thậm chí còn có chút trông đợi hai chiêu còn lại sẽ có thể phát huy ra uy lực như thế nào rồi. Sau khi loại bỏ hoàn toàn những tổn thương do chiêu này của Lâm Thanh Diện tạo ra, lớp xương đen trên khắp người Thượng Sam Thác Giả tiêu tán đi, ông ta nhìn Lâm Thanh Diện với vẻ mặt dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi mà nói, quát con, tôi thật là đã xem thường cậu rồi, có thể ép trạng thái thánh hóa của tôi ra ngoài thì cậu là tên đầu tiên đó. Lâm Thanh Diện nhìn bộ dạng người không ra người quỷ không ra quỷ lúc này của Thượng Sam Thác Giả, bĩu môi nói, rõ ràng là tà pháp, mà còn đặt cái tên dễ nghe như vậy, thật nực cười. Tôi còn có chiêu thức lợi hại hơn nữa, bây giờ để cho ông thưởng thức. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 856, cậu rốt cuộc là quái vật gì vậy? Lâm Thanh Diện lại xông về phía Thượng Sam Thác Giả, thôn chính trong tay lại hiện lên những ánh sáng trắng. Thượng Sam Thác Giả cũng hừ lạnh một tiếng, sau khi biến thành trạng thái tà ác, ông ta đã hoàn toàn không sợ Lâm Thanh Diện nữa. Lâm Thanh Diện cảm nhận được sức mạnh của Thượng Sam Thác Giả đã trở nên mạnh hơn lúc nãy rất nhiều, anh bổ một dao xuống, vậy mà lại có chút không chém được cái ánh sáng màu đen ở xung quanh người Thượng Sam Thác Giả kia. Thượng Sam Thác Giả nhìn chăm chăm vào Lâm Thanh Diện cười lạnh một tiếng, mở miệng nói, quát con, sức mạnh của tôi bây giờ so với lúc nãy đã tăng lên gấp đôi rồi, chút bản lĩnh này của cậu, đã không làm được gì tôi nữa. Lâm Thanh Diện không quan tâm đến lời mà Thượng Sam Thác Giả nói, một chiêu tiếp một chiêu đánh về phía của Thượng Sam Thác Giả. Đám người bên dưới nhìn thấy bộ dạng lúc này của Thượng Sam Thác Giả, trong lòng đều lộ ra một tia kinh sợ, bởi vì bộ dạng của ông ta bây giờ trông chả khác gì quỷ quái cả, bọn họ chưa từng thấy qua con người lại biến thành cái bộ dạng như vậy. Đồng thời trong lòng mọi người cũng hiểu Lâm Thanh Diện tại sao lại nói Thượng Sam Thác Giả là tà ma ngoại đạo rồi. Chỉ cái bộ dạng này thôi cũng không phải là hình tượng mà danh môn chính phái nên có rồi. Ba người ra võ tôn nhìn thấy bộ dạng của Thượng Sam Thác Giả, cũng đều có chút kinh ngạc, đồng thời cũng hiểu ra thực lực của Thượng Sam Thác Giả tại sao lại trở nên mạnh như vậy. Không ngờ Thượng Sam Thác Giả này lại dựa vào cách này để nâng cao sức mạnh, nhìn khí thế của ông ta, còn mạnh hơn lúc nãy rất nhiều nữa, cũng không biết người anh em này có thể chống đỡ được không, nếu như cậu ta không chống được. Thì những người có mặt như chúng ta chỉ e cũng sẽ gặp tai ương theo đó. Gia Võ Tôn lẩm bẩm nói. Thượng Sam Thác Giả mượn ưu thế sức mạnh của mình, trong chớp mắt khiến Lâm Thanh Diện rơi vào thế hạ phong. Lúc này ông ta đã có thực lực của hóa cảnh chân chính, Lâm Thanh Diện chỉ có nửa bước hóa cảnh đương nhiên là vô cùng tốn sức rồi. Quát con, cậu đã không phải là đối thủ của tôi nữa rồi, mau mau khoanh tay chịu trói đi, nếu đánh nữa cậu cũng chỉ còn một con đường chết thôi. Thượng Sam Thác Giả cười lạnh với Lâm Thanh Diện một tiếng. Lâm Thanh Diện không sao động gì, khí thế trên người lập tức ngưng tụ lại, toàn bộ chuyển vào thôn chính ở trên tay anh. Nếm thử chiêu này của tôi xem ông còn có thể chống được nữa không? Lâm Thanh Diện hét lên với Thượng Sam Thác Giả một tiếng, sau đó đao trong tay liền phát ra một luồng ánh sáng chói mắt, anh vung mạnh về phía trước, một đường ánh sáng đao hình bán nguyệt xuất hiện, trực tiếp chém về phía cổ của Thượng Sam Thác Giả. Yêu nguyệt thức. Thượng Sam Thác Giả cảm nhận được uy lực của chiêu này của Lâm Thanh Diện, sắc mặt lại trở nên nghiêm trọng lần nữa, có chút không tin được mà nói, tại sao cậu có thể thi triển ra được chiêu thức có uy lực đáng sợ như vậy? Thật đúng là đáng chết. Nói xong, ông ta cũng nhanh chóng ngưng tụ ánh sáng đen trong tay mình, chỉ một loáng, một ánh sáng đao màu đen nồng đậm xuất hiện, bổ về phía đao bán nguyệt mà Lâm Thanh Diện tạo ra. Hai đao chạm vào nhau, lại sinh ra một khí kình mãnh liệt xuất hiện. Trên mái hiên của nóc nhà đã bị rung chấn vỡ nát đi không ít. Mấy người xem cuộc chiến ở bên dưới đã có không ít người trực tiếp ngồi phịch xuống đất. Quá đáng sợ rồi, thực sự quá đáng sợ rồi, không thể tiếp tục xem nữa, nếu còn xem nữa, thì đến mạng cũng sẽ không còn nữa đâu. Rất nhiều người trực tiếp chạy ra bên ngoài sân, bọn họ đều rõ, nếu tiếp tục xem ở khoảng cách gần như vậy nữa thì bọn họ đều có thể cống nạp cả cái mạng nhỏ của mình vào đó mất. Chỉ trong chớp mắt. Trong sân không còn nhìn thấy một bóng ảnh nào nữa, tất cả mọi người đều chạy ra ngoài biệt thự nhà Thượng Sam, nhìn hai người trên nóc nhà chiến đấu. Uy lực của yêu nguyệt thức và uy lực của chiêu mà Thượng Sam Thác Giả thi triển ra trong trạng thái yêu ma hóa là tương đương nhau.
hai người sau khi thi triển chiêu thức xong thì đều nhanh chóng lùi ra sau. Lâm Thanh Diện đứng trên một nóc nhà, không ngừng thở hổn hển. Sau khi ba tuyệt chiêu của Lâm Thanh Diện diễn hóa thành đao pháp, uy lực quả thực nâng lên rất nhiều, nhưng sự tiêu hao đối với Lâm Thanh Diện cũng trở nên tương đối khủng bố, cho dù nội kinh của Lâm Thanh Diện thâm hậu, thì sau khi thi triển yêu nguyệt thức ra, anh cũng cảm thấy bên trong của cơ thể mình truyền đến một cảm giác trống rỗng. Nếu như anh còn muốn thi triển ra loại chiêu thức uy lực này nữa thì chắc chắn là không thể rồi. Phải biết thực lực của Thượng Sam Thác Giã bây giờ không có khác biệt gì với hóa cảnh chân chính nữa. Lâm Thanh Diện dùng nửa bước hóa cảnh mà đã có thể thi triển ra một chiêu thức tương đương với một chiêu mà cao thủ hóa cảnh toàn lực tung ra thì đã là vô cùng kinh người rồi. Sau khi uy thế xung quanh người mình tan đi, Thượng Sam Thác Giã cũng thở dài ra một hơi, nếu như hồi nãy ông ta không thể chống lại cái đòn đó của Lâm Thanh Diện, thì bây giờ ông ta chỉ e đã chết ở trong tay của Lâm Thanh Diện rồi. Nhìn bộ dạng rõ ràng đã có chút không chịu nổi nữa của Lâm Thanh Diện, trên mặt Thượng Sam Thác Giã lộ ra một nụ cười lạnh, mở miệng nói, quát con, cái đòn hồi nãy, chắc đã móc sạch tất cả sức mạnh trong cơ thể cậu rồi đúng không, tôi không tin cậu còn có thể thi triển ra chiêu thức như vậy một lần nữa, cái chiêu đó của cậu đã không thể giải quyết được tôi, vậy tiếp theo đây, nên để tôi đặt kết cục cho cậu. Nói xong, Thượng Sam Thác Giã lại bắt đầu ngưng tụ sức mạnh trên bàn tay mình, ông ta không định kéo dài thời gian, hơn nữa vì để chắc chắn không xảy ra tình huống bất ngờ gì, ông ta phải ngưng tụ toàn bộ sức mạnh toàn thân mình trên lòng bàn tay, thi triển ra đòn đánh mạnh nhất hiện tại của mình, để diệt trừ Lâm Thanh Diện. Tiếp theo đây tôi sẽ dùng sức mạnh mạnh mẽ nhất mà bây giờ tôi có thể thi triển ra để trừ khử cậu, có thể chết dưới chiêu này của tôi, cậu cũng nên cảm thấy kiêu ngạo đi. Chỉ thấy trên bàn tay của Thượng Sam Thác Giã nhanh chóng xuất hiện một ánh sáng cầu màu đen, hơn nữa đang không ngừng nở ra. Ông ta không định ảo hóa sức mạnh của mình, ông ta muốn dùng sức mạnh thuần túy nhất để đánh chết Lâm Thanh Diện. Nếu như Lâm Thanh Diện đạt đến hóa cảnh, cũng có thể thi triển ra chiêu thức đơn giản thô bạo này, nhưng bây giờ anh chỉ là nửa bước hóa cảnh thôi, cho nên chỉ có thể mượn thôn chính để phát huy sức mạnh của mình đến tối đa. Nhìn sức mạnh ngưng tụ trên bàn tay của Thượng Sam Thác Giã, Lâm Thanh Diện rõ nếu như mình còn do dự nữa thì chỉ có chết trong tay của ông ta thôi. Cho nên anh nhanh chóng lấy ra viên đan dược cấp bậc hoàn mỹ còn lại từ trong áo ra, trực tiếp bỏ vào trong miệng. Trong nháy mắt, luồng sức mạnh căng tràn xông vào trong toàn thân của Lâm Thanh Diện, cái cảm giác trống rỗng đó biến mất đi, trong đôi mắt của Lâm Thanh Diện đều phát ra những luồng ánh sáng. Anh nhìn Thượng Sam Thác Giã một cái, lạnh lùng nói, cái chiêu thức hồi nãy tôi quả thực sẽ không thi triển ra lại nữa, nhưng tôi vẫn còn một chiêu lợi hại hơn nữa. Nói xong, anh trực tiếp giơ thanh thôn chính trong tay mình lên, sức mạnh trong cơ thể cũng nhanh chóng hội tụ trên thôn chính, rất nhanh. Trên đỉnh đầu của Lâm Thanh Diện liền xuất hiện một đường hư ảnh trường đao khổng lồ, xông thẳng lên mây, hơn nữa cái đường hư ảnh này càng lúc càng lớn, trên đó mang máng có xuất hiện sấm sét, nếu như nghe kỹ, sẽ có thể mang máng nghe được những tiếng sấm vang. Thượng Sam Thác Giã nhìn thấy cảnh này, lập tức nổi trận lôi đình, trực tiếp mắng một tiếng, chết tiệt. Cậu rốt cuộc là quái vật gì vậy, tại sao còn có chiêu cuối nữa? Lâm Thanh Diện cười với Thượng Sam Thác Giã. Sau đó thanh đao thôn chính trong tay liền chém về phía Thượng Sam Thác Giã. Cái hư ảnh trường đao đó cũng chém xuống theo, uy thế kinh người. Kinh lôi thức. Chương 857, ngưng hồn ngọc tới tay. Thượng Sam Thác Giã nhìn thấy cái đao ảnh khổng lồ đó đang chém về phía mình với khí thế cường đại, mí mắt liền giật một cái, sau đó vội vàng ném quang cầu màu đen trong bàn tay mình về phía đao ảnh. Hai hư ảnh đụng vào nhau, ngay lập tức bạo phát ra một luồng ánh sáng chói mắt, khiến mấy người vây xem xung quanh đều vội vàng nhắm mắt lại. Tiếp đó, đám người nghe thấy một tiếng vang to lớn, sau đó thì là tiếng căn nhà sụp đổ ầm ầm. Một làn khói bốc lên từ mặt đất, lập tức che phủ đi căn nhà mà Lâm Thanh Diện và Thượng Sam Thác Giã đang ở. Đám người lúc này mới dám nhìn qua bên đó, chỉ có điều bây giờ căn nhà đã bị khói bụi che khuất đi rồi, bọn họ căn bản không nhìn rõ bên đó bây giờ rốt cuộc đang có tình hình gì nữa. Hồi nãy sự chung đụng giữa hai người đã cho bọn họ sự chấn cảm quá lớn, đến nỗi bây giờ bọn họ vẫn còn chưa phản ứng lại. Đây tuyệt đối là trận chiến đặc sắc nhất mà tôi được nhìn thấy trong đời này, không có cái thứ hai nữa. Thực sự là quá mạnh rồi, bọn họ rốt cuộc làm sao mà làm được vậy, cái ánh sáng đao kinh thiên đó thực sự là quá khiến người ta nhìn mà sợ hãi. Bây giờ tôi thực sự tin trên thế giới này có sự tồn tại của quỷ thần rồi, cái được gọi là quỷ thần. Chẳng qua là những cao thủ có thực lực đã đạt đến mức mà chúng ta không thể tưởng tượng được mà thôi. Bây giờ tôi chỉ muốn biết hai người họ rốt cuộc là ai thắng,
có ai dũng cảm đi qua đó xem một cái không? Anh đang đùa cái gì vậy, lúc này mà qua đó xem một cái, thật đúng là chẳng cần mạng nữa mà. Lương Cung Nhạn Xương đứng ở phía trước của đám người, nhìn làn khói bụi cuồn cuộn ở bên kia, trong lòng ngập tràn lo lắng. Lúc này Thượng Sam Tinh Vũ cũng đi đến bên cạnh cô ta, trước đây bởi vì sợ thu hút sự chú ý của người nhà Thượng Sam nên Thượng Sam Tinh Vũ luôn không có hiện thân, mà sau khi nghe thấy động tĩnh chiến đấu ở bên này, cô ta cũng vội vàng chạy đến. Nhìn thấy sự phá hoại do cuộc chiến của Lâm Thanh Diện và Thượng Sam Thác Giã tạo nên, trong lòng Thượng Sam Tinh Vũ cũng kinh ngạc, đồng thời cũng lo lắng cho Lâm Thanh Diện. Hai cô gái đều nhìn về phía đám khói bụi bên kia với vẻ mặt tràn đầy lo lắng, hận không thể ngay lập tức xông qua đó xem tình hình của Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện, anh nhất định không được xảy ra chuyện đó. Công tử, cậu nhất định đừng xảy ra chuyện. Gần như là đồng thời, hai cô gái đều hét lên suy nghĩ trong lòng mình, ngay sau đó, hai cô gái đều quay đầu lại nhìn đối phương một cái. Trên mặt Thượng Sam Tinh Vũ lộ ra một tia xấu hổ, vội vàng cúi thấp đầu xuống, không dám tiếp tục đối mắt nhìn nhau với Lương Cung Nhạn Xương nữa. Trong lòng Lương Cung Nhạn Xương thì nghĩ, quả nhiên cô ta không có đoán sai, Thượng Sam Tinh Vũ thật sự có ý với Lâm Thanh Diện. Nhưng nghĩ lại, một người ưu tú như Lâm Thanh Diện, thì có cô gái nào mà không thích kia chứ? Dù gì cũng không có được Lâm Thanh Diện, cô ta sau này cũng có một người bạn có thể thổ lộ tâm sự rồi. Mau nhìn xem, có người đi ra ngoài rồi. Qua rất lâu sau, một tiếng kêu kinh ngạc vang lên, đám người lập tức nhìn về phía ngôi nhà. Chỉ thấy một bóng người chậm rãi đi ra khỏi làn khói, chỉ sau vài tiếng thở, cái thân ảnh đó đã trở nên rõ ràng trong tầm mắt của mọi người. Là Lâm Thanh Diện, Lương Cung Kham Thái kêu lên một tiếng. Lương Cung Nhạn Xương và Thượng Sam Tinh Vũ đều run lên, sau khi nhìn rõ người đi ra ngoài, viên đá treo lơ lửng trong lòng cũng đã được hạ xuống. Chỉ thấy quần áo toàn thân Lâm Thanh Diện lúc này rách nát, khóe miệng mang theo một tia máu, trên mặt toàn là bụi bặm, nhìn khá nhếch nhác. Một tay anh cầm thanh thôn chính lúc nãy đã phát huy ra uy lực vô cùng lớn mạnh, tay còn lại lôi theo cơ thể của Thượng Sam Thác Giã, từng bước đi đến trước mặt của đám người. So với Lâm Thanh Diện, bộ dạng của Thượng Sam Thác Giã mới được tính là thê thảm. Cả khuôn mặt của ông ta đã bị máu tươi che lấp, lúc đó vì để chống đỡ uy lực của nhát đao mà Lâm Thanh Diện tung ra, ông ta nghiến chặt răng, thi triển sức mạnh đến cực hạn, những mạch máu màu đen trên mặt trực tiếp nổ tung ra. Mà cơ thể của ông ta đã trở nên mềm nhũn, rất rõ ràng trong sự đụng chạm lúc nãy, Lâm Thanh Diện đã chiếm thế thượng phong, hoàn toàn đánh đổ Thượng Sam Thác Giã. Trên người Thượng Sam Thác Giã đã không còn một khúc xương nào hoàn chỉnh nữa, lại cộng thêm những mạch máu trên mặt ông ta vỡ tung ra, cả người đều đã thoi thóp hơi tàn, chỉ còn tàn lại một hơi thở, Lâm Thanh Diện chỉ cần cho ông ta thêm cái nữa, ông ta sẽ đi gặp Diêm Vương thôi. Rất nhanh, làn khói bụi bên ngôi nhà cũng đều đã tan đi, đám người nhìn thấy căn nhà mà Lâm Thanh Diện và Thượng Sam Thác Giã chiến đấu lúc nãy đã bị bổ ra từ bên trong, một vết nứt khổng lồ hiện ra trước mắt đám người, nhìn mà kinh sợ. Tất cả mọi người đều không ngờ uy lực lớn mạnh lúc nãy của Lâm Thanh Diện vậy mà lại lớn đến mức này, vậy mà lại có thể trẻ cả một căn nhà ra, thực là khiến người ta khó bề tưởng tượng. Lâm Thanh Diện ném Thượng Sam Thác Giã trên mặt đất, sau đó quét nhìn tất cả mọi người có mặt một cái, người bị ánh mắt của Lâm Thanh Diện quét qua đều sinh ra một tia kính sợ đối với Lâm Thanh Diện, không ít người bất chi bất giác đứng thẳng cơ thể dậy. Trận chiến này đối với Lâm Thanh Diện mà nói, cũng là rất khó nhằn. Nếu như không phải có viên đan dược cấp bậc hoàn mỹ đó đã cung cấp cho anh sức mạnh dồi dào không ngừng thì đến cuối cùng vẫn chưa chắc chắn được ai sẽ là người thắng người thua. Sự va chạm lúc nãy khiến anh cũng chịu vết thương không nhẹ, nhưng dựa vào hiệu quả của viên đan dược cấp bậc hoàn mỹ đó, trạng thái của anh tốt hơn Thượng Sam Thác Giã rất nhiều. Anh vươn tay lấy ra một cái lọ nhỏ từ trong áo, đổ ra vài viên đan dược trong đó ra, bỏ vào miệng của mình. Đan dược này là Lâm Thanh Diện đã xin từ chỗ Điền Uyên lúc rời khỏi dược thần cốc, tác dụng chủ yếu là hóa giải cảm giác tinh lực thừa thãi sau khi dược hiệu của đan dược cấp bậc hoàn mỹ phát huy. Anh không muốn vì cái đan dược cấp bậc hoàn mỹ này mà phạm phải tội lỗi gì, cho nên lúc rời khỏi đã đặc biệt tìm Điền Uyên xin cái đan dược này. Sau khi uống đan dược đó xong, Lâm Thanh Diện cúi đầu nhìn Thượng Sam Thác Giã trên mặt đất một cái, ngưng hồn ngọc đang treo trước ngực ông ta, Lâm Thanh Diện trực tiếp khom lưng xuống. Vươn tay tháo viên ngưng hồn ngọc trên cổ ông ta xuống. Sau khi cẩn thận xác nhận không có gì khác biệt giữa miếng ngọc này và miếng mà sư phụ đưa cho mình, Lâm Thanh Diện cất miếng ngọc vào trong áo, sau đó thở phào nhẹ nhõm. Mục đích đến đảo quốc lần này coi như là đạt được rồi.
Ông làm nhiều việc ác, tu luyện tà pháp, đã là phạm phải đại tội rồi, tôi không có vĩ đại như thánh nhân, nhưng cũng có đạo nghĩa trong lòng mình, nếu ông đã bại trên tay tôi, thì cũng không cần ở lại thế gian này làm điều ác nữa. Lâm Thanh Diện nhìn chăm chăm vào Thượng Sam Thác Giã nói một câu, sau đó một chân dẫm lên ngực ông ta, cắt đi hơi thở cuối cùng của ông ta. Đám người xung quanh nhìn thấy cảnh này, sắc mặt đều trở nên ngưng trọng, không ngờ ra chủ Thượng Sam một tay che trời ở đảo quốc lại chết trước mắt bọn họ như vậy. Trên một gốc cây lớn ở không xa kia, một lão già mặc thân áo bào trắng, mái tóc bạc phơ, tiên phong đạo cốt đang đứng trên cành cây, hướng mắt nhìn Lâm Thanh Diện ở không xa kia, trên mặt mang theo một ý cười kỳ lạ. Nửa bước hóa cảnh, thú vị. Lão già lẩm bẩm một câu, sau đó ngón chân khẽ chạm, cành cây khẽ lắc lư một cái, bóng ảnh đứng trên đó liền biến mất không thấy tung tích đâu, không biết đã đi về phương nào. Chương 858, tôi muốn bái sư. Trận chiến này của Thượng Sam Thác Giã và Lâm Thanh Diện trong thời gian cực ngắn đã chấn động cả đảo quốc, tất cả những người biết về cuộc chiến này đều kinh thán về thực lực của Lâm Thanh Diện. Mà Lâm Thanh Diện vốn không có ẩn giấu thân phận của mình. Sau khi trận chiến kết thúc, đã tỏ rõ mình là võ giả của nước C, đến đảo quốc để trừ ma vệ đạo. Nhất thời, tất cả những người ở đảo quốc đều có thêm một nhận biết mới về võ đạo nước C, biết sự cường đại của võ giả nước C, thậm chí đến cả cấp cao của đảo quốc cũng chấn động về chuyện này, đặc biệt hạ lệnh sau này tuyệt đối không được tùy ý chọc vào nước C. Cái tên Lâm Thanh Diện này đã trở thành chủ đề bàn tán ở đảo quốc trong một thời gian, trận chiến với Thượng Sam Thác Giã này cũng trở thành truyền kỳ mà mọi người truyền nhau. Sau khi Lâm Thanh Diện giết Thượng Sam Thác Giã, chuyện đầu tiên mà anh làm chính là giúp Thượng Sam Tinh Vũ tìm mẹ của mình. Mẹ của cô ta luôn bị người nhà Thượng Sam nhốt trong một địa lao, chỉ cho một lượng nhỏ thức ăn và nước để duy trì sinh mạng, là thủ đoạn để ép buộc Thượng Sam Tinh Vũ. Thượng Sam Tinh Vũ khi cứu được mẹ ra ngoài, nước mắt tuôn trào, không biết đã cảm ơn Lâm Thanh Diện bao nhiêu lần, thậm chí còn trực tiếp quỳ xuống khấu đầu với Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện biểu thị rằng đây chỉ là điều mà anh nên làm đối với hợp tác giữa bọn họ, Thượng Sam Tinh Vũ cung cấp cho Lâm Thanh Diện không ít tình báo, Lâm Thanh Diện giúp Thượng Sam Tinh Vũ cứu mẹ ra chỉ là hồi báo cho cô mà thôi. Sau đó Lâm Thanh Diện dưới sự trợ giúp của người nhà Lương Cung đã bắt một đám người cấp cao trong nhà Thượng Sam, xác nhận trong đó có không ít người tu luyện tà pháp, Lâm Thanh Diện đã phế tu vi của bọn họ, khiến bọn họ trở thành người bình thường, sau đó giao lại cho nhà Lương Cung xử trí. Cái chết của Thượng Sam Thác Giã lần này đã ảnh hưởng đến sự tồn vong của cả nhà họ Thượng Sam, Lương Cung Tín cũng không phải tên ngốc, cái cơ hội ngàn năm hiếm có này ông ta đương nhiên sẽ không bỏ qua, cho nên liền nhân lúc nhà Thượng Sam xáo động mà nuốt hết phần lớn tư sản của bọn họ, thay thế vị trí của nhà Thượng Sam, một bước trở thành gia tộc cường đại nhất ở đảo quốc. Trong lúc cả đảo quốc đang chấn động về chuyện của nhà Thượng Sam, thì lúc này Lâm Thanh Diện đang ở trong biệt thự nhà Lương Cung, đau đầu vì hai cô gái ở trước mắt. Bên trong phòng khách của biệt thự, hai người Thượng Sam Tinh Vũ và Lương Cung Nhạn Sương lúc này đang đứng trước mặt Lâm Thanh Diện, nhìn chằm chằm vào Lâm Thanh Diện với vẻ mặt tràn đầy thành khẩn và chân thành. Lâm Thanh Diện ngồi trên ghế sofa, vẻ mặt cạn lời và bất lực. Tôi không quan tâm, tôi muốn bái anh làm thầy, anh lợi hại như vậy, tôi thật sự chỉ muốn theo anh học bản lĩnh mà thôi, thật sự không có ý đồ gì khác với anh nữa. Lương Cung Nhạn Sương nghiêm túc mà nói. Bà cô ơi! Cô đừng làm loạn nữa, bản thân tôi còn chưa sành sỏi nữa thì lấy gì ra dạy cô. Lâm Thanh Diện bất lực mà nhìn Lương Cung Nhạn Sương, nói. Anh đã lợi hại như thế này rồi, sao có thể chưa sành sỏi chứ, anh chỉ là chê bai tôi mà thôi. Hôm nay nếu như anh không nhận tôi làm đồ đệ thì tôi sẽ đi nước C tìm Bích Hoài, nói với cô ấy cuộc sống của chúng ta trước đây, cho dù anh không có làm gì thì anh cũng không ngăn được Bích Hoài suy nghĩ nhiều. Lương Cung Nhạn Sương lập tức trừng mắt nhìn Lâm Thanh Diện. Làm gì giống đang bái sư chứ, quả thật là đang ra lệnh cho Lâm Thanh Diện thì có. Lâm Thanh Diện nhíu chặt mày, hết cách với cô đại tiểu thư này. Thượng Sam Tinh Vũ cũng nhìn chăm chăm Lâm Thanh Diện một cái, mở miệng nói, công tử, tôi không cầu xin cậu nhận tôi làm đệ tử, tôi chỉ hy vọng anh có thể giữ tôi lại bên cạnh anh làm một người hầu. Anh có ơn lớn với tôi đã sắp xếp ổn thỏa cho mẹ rồi, hơn nữa mẹ tôi cũng vô cùng ủng hộ quyết định sau này làm trâu làm ngựa cho anh. Cho nên xin anh cho phép tôi ở lại bên cạnh anh. Thấy Thượng Sam Tinh Vũ cũng gia nhập, Lâm Thanh Diện đau đầu, mở miệng nói, tôi không cần người hầu gì hết, hơn nữa tôi đã có vợ rồi, cô cứ đi theo tôi thì cũng không thích hợp lắm đâu. Công tử, tôi sẽ không có suy nghĩ gì không tốt cho anh đâu, tôi biết vị trí của mình, tôi chỉ muốn báo ân cho công tử mà thôi,
nếu như công tử không đồng ý thì lương tâm tôi sẽ bất an, xin công tử nhất định phải đồng ý thỉnh cầu của tôi. Nói xong, Thượng Sam Tinh Vũ trực tiếp quỳ xuống trước mặt Lâm Thanh Diệt, vẻ mặt thành khẩn. Lương Cung Nhạn Xương thấy vậy, cũng vội vàng học theo quỳ xuống, lên tiếng nói, tôi cũng cầu xin anh nhận tôi làm đồ đệ, tôi nhất định sẽ nghe lời anh mà. Đám người Lương Cung Tín, Điền Đảo Phương Tử ở trong nhà cũng nhìn cảnh này với vẻ bất lực, nhưng không có ai tiến lên ngăn cản cả. Điền Đảo Phương Tử nhìn Lâm Thanh Diệt một cái, nói, Lâm Thanh Diệt, hay là cậu đồng ý hai đứa nó đi, hai đứa con gái bọn nó, sẽ không tạo thành uy hiếp gì cho cậu, hơn nữa cậu mà đồng ý với bọn nó, đối với cậu mà nói cũng không có tổn thất gì. Lâm Thanh Diệt nghe thấy lời của Điền Đảo Phương Tử, lập tức cảm thấy hai cô gái này có thể sẽ tạo thành sự uy hiếp cực lớn cho anh, dù sao Lâm Thanh Diệt biết suy nghĩ trong lòng của Điền Đảo Phương Tử, người phụ nữ này, không có đơn giản như vậy. Hơn nữa trải qua rất nhiều chuyện, Lâm Thanh Diện phát hiện, phụ nữ, luôn luôn đáng sợ hơn mấy đối thủ có thực lực mạnh mẽ kia, bởi vì nhiều lúc, bạn căn bản sẽ hết cách với bọn họ. Lương Cung Kham Thái nhìn thấy hai đứa con gái đều quỳ xuống trước mặt Lâm Thanh Diện, đôi đồng tử lập tức đảo, tiếp đó đi đến trước mặt Lâm Thanh Diện, cũng phịch một tiếng quỳ xuống. Lâm Thanh Diện, dù sao cũng có hai đứa nó rồi, có thêm tôi cũng không có nhiều, tôi thật sự muốn bái sư theo anh học công phu. Tâm tư tuyệt đối sẽ đơn thuần hơn hai đứa nó. Lương Cung Kham Thái lên tiếng. Anh ta vừa dứt lời, không những khiến Lâm Thanh Diện chừng anh ta một cái, Lương Cung Nhạn Xương và Thượng Sam Tinh Vũ cũng nhìn sang anh ta với vẻ mặt phẫn nộ, gần như sắp ăn anh ta luôn rồi vậy. Lương Cung Kham Thái, anh có ý gì, tâm tư của anh đơn thuần hơn bọn em là sao, không lẽ tâm tư của bọn em không đơn thuần sao? Lương Cung Nhạn Xương trực tiếp hét lên với Lương Cung Kham Thái. Cậu Lương Cung xin đừng tùy ý vu nhọ bọn tôi thật sự là muốn làm người hầu cho công tử để báo đáp ân tình của cậu ấy, sao có thể có tâm tư khác kia chứ? Lương Cung Nhạn Xương cũng mở miệng nói với giọng điệu tránh cứ. Nếu như anh còn làm loạn thì bây giờ tôi sẽ cho anh một đao đó. Lâm Thanh Diện nhìn chăm chăm vào Lương Cung Kham Thái, lạnh lùng nói. Lương Cung Kham Thái nhìn thấy ba người họ đều tức giận như vậy, vội vàng đứng dậy, lẩm bẩm nói, xin lỗi. Sư này tôi không bái nữa, hai đứa tiếp tục đi. Lâm Thanh Diện lại quay đầu sang nhìn hai người Lương Cung Nhạn Xương và Thượng Sam Tinh Vũ, lên tiếng nói, hai cô đứng dậy đi, tôi sẽ không nhận đồ đệ, cũng sẽ không nhận người hầu, tâm ý của các cô tôi đã nhận rồi, đó đã đủ rồi, bây giờ mục tiêu tôi đến đảo quốc đã thành rồi, cũng là lúc phải về. Nghe thấy lời này của Lâm Thanh Diện, hai cô gái lập tức sốt sắng. Tôi không quan tâm, tóm lại anh không nhận tôi làm đồ đệ. Tôi sẽ không đứng dậy. Tinh Vũ cũng vậy, công tử không đồng ý nhận Tinh Vũ làm người hầu, Tinh Vũ sẽ không đứng dậy. Lúc Lâm Thanh Diện đang đau đầu, thì một tiếng cười chợt truyền đến trong tai của mỗi một người. Thật đúng là náo nhiệt, con bé e thẹn đáng yêu thế này cậu vậy mà lại không cần, thật là tàn nhẫn. Tiếp đó đám người liền nhìn thấy một lão già mặc áo bào trắng, mái tóc bạc phơ xuất hiện ở cửa. Chương 859, Điện Chủ Chúng Thần Điện. Ánh mắt của Lâm Thanh Diện rơi trên người của lão già đó, đôi mắt lập tức híp lại, anh không cảm nhận được bất kỳ khí thế nào từ trên người của lão già này, nhìn trông giống như là một người bình thường, không có chút uy hiếp nào. Nhưng trực giác của Lâm Thanh Diện lại mang máng ngửi được một mùi nguy hiểm từ trên người của lão già này. Trong lòng Lâm Thanh Diện hiểu rõ, người bình thường nhìn trông giống người bình thường, thì ông ta thật sự là người bình thường, nhưng một người không bình thường mà nhìn cũng giống như là người bình thường. Thì ông ta rất có khả năng là một cao thủ chân chính. Dù gì đi nữa, Lâm Thanh Diện cũng sẽ không tin lão già này là một lão già bình thường đâu. Anh theo bản năng cầm thôn chính ở trong tay mình, để đề phòng bất ngờ xuất hiện bất cứ lúc nào. Đám người của Lương Cung Tín cũng nhìn lão già không mời mà đến này với vẻ mặt kỳ lạ, trong lòng tràn ngập sự nghi hoặc, rất rõ ràng người này vốn không phải là bạn bè của nhà Lương Cung. Hơn nữa ông ta nói tiếng nước C. Lâm Thanh Diện rất nhanh liền đoán ra ông ta là đến vì mình. Ông là ai? Lâm Thanh Diện nhìn chăm chăm vào lão già hỏi một câu. Ánh mắt của lão già rơi trên người của Lâm Thanh Diện, cười nói chúng thần điện. Nghe thấy ba chữ này, trong lòng Lâm Thanh Diện liền hiểu ra, anh đoán người này chỉ e lại là chúng thần điện phái đến khuyên mình gia nhập chúng thần điện. Anh đảo đôi con ngươi, sau đó trực tiếp cầm lấy thôn chính, mở miệng nói, không ngờ các người lại truy sát tôi đến nơi này. Chỗ này không thi triển được gì, chúng ta ra ngoài phân cao thấp. Nói xong, Lâm Thanh Diện liền nhanh chóng xông ra ngoài.
hai người Thượng Sam Tinh Vũ và Lương Cung Nhạn Xương đều có chút ngây ngốc mà nhìn Lâm Thanh Diện mới chớp mắt đã biến mất không thấy đâu, cứ cảm thấy đây giống như là cái cớ để chạy trốn của Lâm Thanh Diện vậy. Lão già cũng sững sờ một hồi, không hiểu Lâm Thanh Diện là có ý gì, chúng thần điện bọn họ chưa từng truy sát qua Lâm Thanh Diện mà. Nhưng nhìn thấy Lâm Thanh Diện xông ra ngoài, ông ta cũng không do dự, quay người ra khỏi biệt thự. Đám người nhà Lương Cung cũng đều vội vàng chạy theo ra ngoài, muốn xem thử rốt cuộc đây là chuyện gì. Nhưng đợi bọn họ ra đến bên ngoài rồi thì phát hiện bóng ảnh của hai người đều đã biến mất không thấy đâu, không biết đã đi chỗ nào rồi. Lâm Thanh Diện sở dĩ lại đột nhiên hét lên một câu như vậy, đương nhiên không phải là muốn giao đấu với lão già này, mà là anh vì muốn né tránh hai cô gái Lương Cung Nhạn Xương và Thượng Sam Tinh Vũ này, nên mới nghĩ ra một cách. Lão già hồi nãy trông không có đơn giản, chúng ta nên nhanh chóng tìm ra bọn họ, lỡ như công tử xảy ra chuyện gì phiền phức đó. Vẻ mặt Thượng Sam Tinh Vũ sốt sắng mà nói. Nhưng, tại sao, tôi cảm thấy Lâm Thanh Diện đây là đang cố ý tránh chúng ta nhỉ? Lương Cung Nhạn Xương có một sự hiểu biết nhất định về Lâm Thanh Diện lẩm bẩm mà nói. Nghe thấy lời này của Lương Cung Nhạn Xương, Thượng Sam Tinh Vũ cũng trầm mặc. Bên trong một con hẻm không có người, Lâm Thanh Diện cẩn thận quan sát xung quanh một cái, xác định Lương Cung Nhạn Xương và Thượng Sam Tinh Vũ không có đuổi theo, mới âm thầm thở phào một hơi. Anh quay người nhìn qua kia, phát hiện lão già tóc bạc đó đã đứng ở không xa nhìn chăm chăm vào anh. Chúng thần điện bọn tôi có truy sát cậu qua sao? Trong đây chỉ e có hiểu lầm gì rồi đúng chứ? Lão già mở miệng hỏi. Lâm Thanh Diện cười cười, chắp tay với lão già, nói thực là ngại quá, hồi nãy tôi nói như vậy là để tìm cớ rời khỏi nhà Lương Cung thôi. Hai cô gái đó thực sự quá khiến người ta đau đầu rồi, cho nên tôi chỉ có thể ra hạ sách này. Lão già nghe thấy lời của Lâm Thanh Diện thì lập tức cười lên, mở miệng nói, không ngờ cậu đường đường là cao thủ nửa bước hóa cảnh, vậy mà lại sợ hai cô gái, thật đúng là khiến người ta không ngờ mà. Lâm Thanh Diện không quan tâm đến vấn đề này của ông ta, mở miệng hỏi, không biết các hạ đây là gì ở chúng thần điện, đến tìm tôi là vì chuyện gì. Lão già không đùa với Lâm Thanh Diện nữa, mà mở miệng nói, tại hạ Quý Trường Thanh, hiện tại đảm nhiệm chức điện chủ của chúng thần điện. Người của chúng tôi trước đây đã tìm cậu qua, nhưng cậu đã từ chối thỉnh cầu của chúng tôi, lần này tôi đến đảo quốc làm một số chuyện, đúng lúc gặp phải cậu và cái người nhà Thượng Sam kia chiến đấu, cho nên qua đây gặp một cái. Nghe thấy lời của lão già, trong lòng Lâm Thanh Diện kinh ngạc một cái, không ngờ lão già trước mắt này lại là điện chủ của chúng thần điện, trong lòng không khỏi có thêm một tia kiêng dè. Theo như lời sư phụ nói trước đây, chúng thần điện này là tổ chức lớn nhất thần bí nhất ở nước C. Thậm chí là trên thế giới, thân là điện chủ của chúng thần điện, nếu nói thực lực không phải là hóa cảnh thì Lâm Thanh Diện chắc chắn sẽ không tin. Hơn nữa Lâm Thanh Diện có thể cảm nhận được một tia nguy hiểm từ trên người của vị điện chủ này, thì nói rõ thực lực của ông ta, cho dù là trong hóa cảnh cũng là sự tồn tại hàng đầu. Điện chủ chúng thần điện đến tìm tôi, đây thật sự khiến tôi có chút thụ sủng nhược kinh đó. Lâm Thanh Diện nói. Quý Trường Thanh cười cười, nói tôi có một số lời muốn nói với cậu. Chỉ bằng chúng ta tìm một chỗ yên tĩnh, ngồi xuống rồi nói. Lâm Thanh Diện gật gật đầu, không có từ chối. Anh đã lấy được 2 miếng trong số 3 miếng ngưng hồn ngọc, còn lại 1 miếng chính là ở chúng thần điện. Ban đầu sư phụ cũng nói gia nhập chúng thần điện đối với anh mà nói không có chỗ hại, cho nên lần này trùng hợp gặp được điện chủ chúng thần điện, đối với Lâm Thanh Diện mà nói là một cơ hội, bỏ qua lần này thì muốn tìm được người của chúng thần điện chỉ e sẽ không dễ như vậy nữa. Tiền bối. Đợi tôi xử lý chuyện của mình trước đã rồi mới tìm chỗ ngồi xuống nói chuyện với ông, được không? Lâm Thanh Diện lên tiếng. Quý Trường Thanh cười cười, nói, được. Biệt thự nhà Lương Cung, hai người Thượng Sam Tinh Vũ và Lương Cung Nhạn Xương đều đi qua đi lại trong phòng khách với vẻ mặt lo lắng. Lương Cung Tín thấy hai người bọn họ như vậy, liền mở miệng nói, hai đứa ngồi xuống nghỉ ngơi trước đi, lo lắng như vậy cũng đâu có ích gì, càng huống hồ thực lực của Lâm Thanh Diện mạnh như vậy. Chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện đâu. Ai da, cái con lo lắng không phải là anh ta xảy ra chuyện, cái con lo là anh ta nhân lúc chạy trốn đó. Lương Cung Nhạn Xương lên tiếng. Lương Cung Tín lập tức á khẩu, không biết nên nói gì mới tốt nữa. Lúc này có một người chạy vào trong, trong tay còn cầm theo một tờ giấy, mở miệng nói, hồi nãy bên ngoài có người ném vào một viên đá, bên ngoài hòn đá có gói tờ giấy này, bên trên chắc là chữ nước C rồi, không biết là viết gì nữa. Lương Cung Nhạn Xương nghe vậy, vội vàng đi tới trước mặt người đó, cầm lấy tờ giấy đó, cẩn thận đọc từng chữ bên trên, sau đó trên mặt lộ ra một biểu cảm phẫn nộ căm hận,
Tờ giấy này đương nhiên là Lâm Thanh Diện viết, nội dung bên trên đại khái là Lâm Thanh Diện đã giải quyết được người truy sát anh, chỉ có điều người muốn giết anh còn rất nhiều, cái tổ chức này vô cùng khủng bố, Lâm Thanh Diện cần phải chuyên tâm đi đối phó với bọn họ nên phải đi trước, bảo hai người Lương Cung Nhạn Xương và Thượng Sam Tinh Vũ an phận ở nhà Lương Cung, đừng đi tìm anh, nếu không sẽ rước phải họa sát thân. Lâm Thanh Diện đáng chết, anh ta cố ý vứt lại chúng ta, lão già đó nhìn thế nào cũng không giống như đến truy sát anh ta. Rõ ràng là anh ta diễn kịch gạt chúng ta mà. Lương Cung Nhạn Xương phẫn nộ mà nói. Thượng Sam Tinh Vũ cũng đọc nội dung trên đó, sau đó lẩm bẩm một câu, công tử vứt bỏ chúng ta, đi rồi sao? Chương 860, Nguyên Nhân. Trong nhà hàng món hoa, Lâm Thanh Diện và Quý Trường Thanh ngồi trong một góc, trên bàn bày vài món trộn và một ấm trà. Anh nhìn Quý Trường Thanh, mở miệng hỏi, không biết ông có gì muốn nói với tôi? Quý Trường Thanh không có chút dáng vẻ của điện chủ, mặc dù thực lực cao thâm, lại đem lại cho người ta cảm giác gần gũi, giống như một ông lão hòa nhã. Ông ăn miếng thức ăn trên bàn, sau đó nói với anh, cậu cảm thấy bản thân hiểu biết bao nhiêu về thế giới này. Nghe thấy Quý Trường Thanh vừa mở miệng đã hỏi vấn đề thâm sâu như vậy, Lâm Thanh Diện cũng có chút không kịp phòng bị, nhưng khoảng thời gian này, trong lòng anh quả thực cũng đã hiện lên vấn đề như vậy. Từ khi tiếp xúc với sự tồn tại của hóa cảnh, anh liền biết, thế giới này không đơn giản như anh tưởng tượng, dưới vẻ ngoài nhìn có vẻ tĩnh lặng như nước, thực ra lại che giấu sóng ngầm mà anh không thể tưởng tượng tới. Giống như môn pháp âm tà mà nhà Thượng Sam tu luyện, nếu là trước đây, sự quan tâm của Lâm Thanh Diện chỉ là sự phát triển của công ty, sao có thể suy nghĩ những chuyện thế này? Chỉ có thể nói là vẫn chưa hiểu đủ đi, không biết ông biết bao nhiêu về thế giới này. Lâm Thanh Diện hỏi ngược lại. Quý Trường Thanh cười cười. Nói thực lực của cậu đã đạt tới nửa bước hóa cảnh, thủ đoạn mà cậu có thể vận dụng cũng đã đạt tới mức thần thông chỉ quỷ thần mới có trong mắt người thường, cho nên hẳn cũng rõ ràng, thế giới này phức tạp hơn nhiều so với tưởng tượng của cậu. Người tu luyện tà pháp như nhà Thượng Sam trên thế giới này không phải số ít, thậm chí còn có những người nắm được thuật pháp quỷ dị khó dò, và những thủ đoạn thần kỳ mà cậu có tưởng tượng cũng không tưởng tượng tới. Người nắm những sức mạnh này rất dễ dàng tạo ra ảnh hưởng to lớn đối với thế giới của người bình thường. Giống như nhà Thượng Sam lần trước, nếu ông ta muốn dùng sức mạnh này để hại người thì sẽ là hậu hoạn to lớn. Mà ý nghĩa tồn tại của chúng thần điện ta chính là duy trì trật tự bình thường của thế giới này, nếu có người dùng sức mạnh vượt mức bình thường để làm chuyện thương thiên hại lý, chúng ta sẽ ra tay. Nghe tới đây, Lâm Thanh Diện gật đầu, cũng khó trách người chấp pháp lại thuộc cấp dưới chúng thần điện, điều người chấp pháp quản là chuyện của cao thủ nội kinh. Mà điều chúng thần điện quản lại là những người từ tông sư cảnh và những người có thủ đoạn biến ảo khó dò. Sức mạnh được triển hiện trong cuộc chiến đấu lần này của cậu và gia chủ nhà Thượng Sam đã vượt xa tưởng tượng của người bình thường. Lúc này, người của chúng ta sẽ tiến hành dẫn dắt công chúng, để họ cảm thấy đó là hiệu ứng đặc biệt, từ đó che giấu sự thật về sức mạnh không thể nào giải thích nổi tồn tại trên thế giới này. Trong tình huống tập thể vô ý thức, cho dù những người này tận mắt nhìn thấy cậu dùng sức mạnh ngưng tụ thành đao ảnh chém ra, thì sau khi trải qua dẫn dắt, mọi người đều không tin, bản thân họ cũng sinh ra hoài nghi với điều bản thân nhìn thấy. Cho nên dân gian thường sẽ tồn tại đủ loại truyền thuyết, trăm biến vạn hóa, trải qua truyền miệng tam sao thất bản thì ngày càng trở nên khó tin. Đương nhiên rồi, cũng có một số người kiên quyết tin mình từng gặp quỷ quái hoặc thần tiên, có người thậm chí vì tìm kiếm chân tướng mà hao phí sức lực cả đời mình, nhưng đây chỉ là số ít, cuối cùng sẽ không tạo ra ảnh hưởng gì đối với nhận thức của đa số mọi người. Thế giới này hung hiểm hơn cậu tưởng tượng nhiều, dưới lớp vỏ bọc bình tĩnh đang ẩn giấu nguy cơ cực lớn. Nghe xong lời ông ta nói, Lâm Thanh Diện gật đầu thể hiện đồng ý, tiếp tục hỏi, cho nên ông tới tìm tôi là muốn tôi gia nhập chúng thần điện, cùng duy trì trật tự thế giới này với các ông. Quý Trường Thanh cười cười, mở miệng nói, đây quả thực là tông chỉ của chúng thần điện, hễ có người có thực lực có tiềm lực thì chúng ta sẽ tiến hành chiêu mộ, dù sao thì thực lực càng mạnh thì trách nhiệm càng lớn. Mà chúng tôi cũng sẽ cung cấp điều kiện tu luyện tốt hơn, giúp đỡ lẫn nhau mà thôi. Nhưng ta tới tìm cậu, kêu cậu gia nhập chúng thần điện không phải vì lý do này, mà là nguyên nhân khác. Lâm Thanh Diện sững sốt, hỏi, nguyên nhân gì? Thực lực hiện tại của cậu chỉ là nửa bước hóa cảnh, chưa đạt tới hóa cảnh thật sự, cho nên hẳn là cậu không biết, hóa cảnh phân làm 3 giai đoạn, tiền kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, mỗi một giai đoạn đều đại biểu cho sự gia tăng cực lớn của thực lực. Thượng Sam Thác Giã mà cậu giết chết, thông qua tà pháp cũng chỉ nâng cao thực lực bản thân tới ngưỡng cửa của tiền kỳ hóa cảnh mà thôi. Mặc dù cậu có thể lấy thực lực nửa bước hóa cảnh để giết chết ông ta,
nhưng thực lực của cậu hiện tại vẫn không thể tính là cường giả thực sự. Mà phía trên hóa cảnh vẫn còn một cảnh giới khiến vô số người hướng tới, chúng ta gọi là thần cảnh. Thần cảnh, con ngươi Lâm Thanh Diện co rụt, không nghĩ tới phía trên hóa cảnh còn có cảnh giới cao hơn, hơn nữa lại được gọi là thần cảnh, chẳng lẽ đạt tới cảnh giới này thì có thể biến thành thần tiên sao? Nhìn ra nghi hoặc của anh, Quý Trường Thanh cười cười, nói thần cảnh mà ta nói không phải thần tiên trong truyền thuyết mà cậu nghĩ, chỉ là người đạt tới cảnh giới này thì thủ đoạn thi triển quả thực chỉ có thể dùng chữ thần kỳ để hình dung, cho dù nói là thần tiên thật sự cũng không quá, cho nên được gọi là thần cảnh. Hơn nữa, cảnh giới này cho tới bây giờ vẫn chưa ai đạt tới. Lâm Thanh Diện lập tức có chút nghi hoặc, nếu không ai đạt tới, vậy ông ta làm sao biết trên hóa cảnh còn có sự tồn tại của thần cảnh? Không chút do dự, Lâm Thanh Diện trực tiếp hỏi ra vấn đề này. Quý Trường Thanh nghe xong thì cười nói, đây chính là bí mật của chúng thần điện ta, nếu cậu chịu gia nhập chúng thần điện, sau này sẽ có cơ hội biết. Lâm Thanh Diện lập tức có chút cạn lời, cảm giác này giống như có người nói với anh ông ta biết làm sao để biến thành thần tiên, anh hỏi biến thế nào, người đó lại nói không nói cậu biết, cảm giác đó thật khiến người tức muốn chết. Nhưng những lời Quý Trường Thanh nói vẫn khiến anh có nhận biết mới đối với thực lực của bản thân, thì ra hóa cảnh được phân làm 3 giai đoạn, mà trên hóa cảnh lại còn có sự tồn tại cao hơn. Điều này khiến Lâm Thanh Diện vốn cho rằng thực lực của mình đã đủ mạnh rồi lại lần nữa sinh ra cảm giác thực ra bản thân rất nhỏ bé. Hơn nữa trên thế giới này ngoại trừ thực lực võ học còn có sự tồn tại của các thủ đoạn kỳ dị khác mà anh không biết rõ, điều này cũng khiến anh cảm thấy sự nguy hiểm của thế giới này còn lớn hơn so với anh nghĩ. Ví như Bích Hoài chỉ ăn một khúc gỗ thôi mà biến thành bách độc bất xâm, thân thể đạt tới hoàn mỹ, chuyện này dùng võ đạo mà nói thì nhất định không thể nào hiểu nổi. Đã tồn tại thứ có thể khiến thân thể người ta trở nên hoàn mỹ, vậy nhất định cũng tồn tại thứ có thể khiến người ta chết cũng không biết làm sao chết. Những chuyện này có liên quan gì tới nguyên nhân ông nói? Lâm Thanh Diện hỏi. Bây giờ cậu chỉ mới hơn 20 tuổi mà đã đạt tới trình độ nửa bước hóa cảnh rồi, tốc độ này tôi bình sinh hiếm gặp, thiên tài dù có lợi hại cũng không cách nào so với cậu. Cho nên ta cho rằng, cậu là người có khả năng đạt tới thần cảnh nhất. Đây chính là nguyên nhân ta tới tìm cậu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 860.